Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 16. Không hàng, không hàng, tuyệt không hàng. Hai người cũng là xương cứng, cố chấp rất, bất luận Trác Phàm như thế nào hoa ngôn xảo ngữ, đều là kiên định dao động cái đầu. Rốt cục, Trác Phàm sắc mặt trầm xuống, không còn có mảy may nụ cười. Hai vị, đã các ngươi như thế không biết thời thế, vậy cũng đừng trách tại hạ không khách khí. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, Trác Phàm lạnh lùng lên tiếng. Sau một khắc, nhưng thấy thủ hạ ấn quyết lại biến, hai người nhất thời tròng mắt bỗng nhiên co rụt lại, cũng chịu không nổi nữa, rú thảm lên tiếng. Hai tay cùng hai chân, đúng là quỷ dị bắt đầu vặn vẹo, tiếng xương vỡ vụn âm rõ ràng có thể nghe. Từng tia máu tươi dọc theo tứ chi chậm rãi chảy ra, nhưng cái kia không phải là bởi vì mặt ngoài da thịt tổn hại chảy ra máu, mà chính là cứ thế mà theo tứ chi bên trong, như là chen khăn lông ướt bên trong nước một dạng, cứng rắn đè ép ra huyết dịch. Loại kia khoan tim thấu xương đau đớn, cho dù là bọn họ loại này tung hoành thiên hạ mấy chục năm lão quái vật, đều chưa từng có chịu qua. Lệ Kinh Thiên ở một bên nhìn đến mí mắt trực nhảy, trong lòng âm thầm may mắn. May mắn lúc đó chính mình rất sảng khoái thì phản chiến, không phải vậy bực này cực kỳ tàn ác cực hình, hắn cũng chịu không được, thật hắn nãi nãi độc ác a. Lúc này lại nhìn về phía một mặt lạnh lùng Trác Phàm, Lệ Kinh Thiên trong lòng càng thêm kiêng kỵ. Mà cái kia hai cái linh sủng nhìn thấy chủ nhân của mình bộ dáng như vậy, không khỏi khẩn trương, vẫy hai lần cánh sau liền muốn hướng Trác Phàm phóng đi. Lệ Kinh Thiên giật mình, vội vàng ngăn ở bọn họ trước mặt. Thế nhưng là Trác Phàm lại không thèm để ý chút nào, đưa tay đánh cái búng tay. Nhưng nghe phốc 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 chi trầm đục âm thanh bất giác, Cửu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến trên thân hai người, tựa như đốt pháo giống như, nhất thời nổ tung 7-8 cái huyết độc. Điều này không khỏi làm hai người lần nữa rú thảm lên tiếng. Trác Phàm liếc mắt liếc cái kia hai cái xúc sinh liếc một chút, thản nhiên nói, xúc sinh cũng là xúc sinh, nghe không hiểu tiếng người sao. Ta để cho các ngươi thành thành thật thật ở lại, bằng không bọn hắn hai lúc này mất mạng. Vọt tới trước thân thể bỗng nhiên dừng lại, hai cái linh sủng không ngừng mà đập cánh, ngay tại chỗ xoay vòng, hết sức lo lắng. Là hướng cũng không phải, thối cũng không xong. Đành phải một mặt khẩn trương nhìn lấy bọn hắn chủ nhân, trong mắt đều đã nổi lên lệ quang. Nếu là bọn họ có thể mở miệng lời nói, nhất định sẽ cực lực thuyết phục hai người tranh thủ thời gian đầu hàng, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt a. Bất quá đáng tiếc, bọn họ chỉ có thể ngửa mặt lên trời thét dài, lại không phát ra được một trọn nhân loại thanh âm. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, vừa nhìn về phía hai người thở dài, liền hai đầu xúc sinh đều cho các ngươi đau lòng. Các ngươi cần gì phải như thế khó xử chính mình? Hắc hắc hắc, tiểu quỷ, khác quá coi thường lão phu hai người. Chúng ta tuy nhiên rơi tại tay ngươi, nhưng tuyệt sẽ không dễ dàng khuất phục, ngươi chết cái ý niệm này đi. Thế mà, tại cực hạn thống khổ dưới, Cửu Viêm Hải vẫn như cũ nhếch miệng cười rộ lên. Tuyết Thanh Kiến quay đầu liếc hắn một cái, lộ ra một cái thê thảm nụ cười, ha ha ha. Lão bất tử, không nghĩ tới hai chúng ta ngang dọc cả đời. Lúc tuổi già hội đưa tại một tên tiểu quỷ trong tay, thật sự là anh danh quét rác a. Duy nhất đáng được ăn mừng, cũng là lão nương trước khi chết, có người bồi tiếp. Ta cũng như thế, ha ha ha. Cửu Viêm Hải vui mừng gật đầu, một mặt thấy chết không sờn biểu lộ. Hai người này thế mà tại cái này thời khắc sắp chết, đều lộ ra hạnh phúc nụ cười. Cho dù là Trác Phàm gặp, cũng không nhìn được khuôn mặt có chút động. Hai người này thật mẹ hắn là đầu hán tử, anh hùng khí khái. Bất quá càng là như thế, Trác Phàm liền càng có loại chinh phục dục vọng. Luận đến công tâm chi thuật, hắn Trác Phàm thế nhưng là trong tay hành gia, Lệ Kinh Thiên cùng Nghiêm Tùng không đều là như thế bị hắn công tới a. Mà hai người này, sở dĩ như vậy cứng rắn, là bởi vì cảm tình, nhưng tương tự, cái này cũng là bọn hắn nhược điểm lớn nhất. Ánh mắt khẽ híp một cái. Trác Phàm lạnh lùng nói, ta tuy nhiên cùng hai vị ở chung ngắn ngủi, nhưng cũng biết hai vị tình so kim cứng, chẳng lẽ thì nhẫn tâm nhìn lấy lẫn nhau chịu chết. Hắc hắc hắc, tiểu quỷ, nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, thì như thế độc ác, chuyện tình cảm chỗ nào hiểu được. Nhếch miệng sủi cười một tiếng, Cửu Viêm Hải một mặt thâm tình nhìn về phía Tuyết Thanh Kiến, lộ ra hài lòng nụ cười, chỉ cần có nàng làm bạn với ta, chết cũng không tiếc. Tuyết Thanh Kiến cũng là khẽ gật đầu. Khóe miệng nhếch lên cái mỹ lệ đường cong. Trác Phàm trong mắt ngưng tụ,
cười tàn nhẫn đi ra, người nói ta không hiểu cảm tình. Hừ, vậy ta thì nói với người nói, trong mắt ta nhìn đến cảm tình là cái gì? Thì cầm các ngươi hai cái tới nói, đầu tiên là ngươi. Nhất chỉ Cửu Viêm Hải, Trác Phàm cười lạnh nói, cùng lão thái bà này đánh cả một đời, chưa từng thắng nổi, làm sao có thể? Hai người ngang nhau tu vi, đồng dạng cầm giữ có thiên địa ở giữa linh vật, mà lão thái bà này còn dùng một bộ phận tu vì duy trì dung mạo của mình, lúc này liền so ngươi yếu, ngươi làm sao có thể đánh không lại nàng, khẳng định là để cả một đời. Cửu Viêm Hải từ chối cho ý kiến, trên mặt còn lộ ra vẻ kiêu ngạo nụ cười. Trác Phàm không nhìn tới hắn, vừa nhìn về phía Tuyết Thanh Kiến, còn có ngươi, trên đời này thực lực mới là sinh tồn vương đạo. Ngươi thế mà đem một bộ phận tu vi dùng đến bảo trì thanh xuân, theo lão tử, bản thân liền là tìm đường chết. Nếu là hắn nữ tử, thường xuyên xuất đầu lộ diện cũng coi như, nhưng ngươi ẩn cư thâm sơn, lại cho ai nhìn. Hừ, nữ vi duyệt kỳ giả dung đạo lý, ta há có thể không hiểu, còn không phải cho lão già này nhìn. Bất quá trong mắt của ta, thật sự là lãng phí. Cái gì, Thanh Kiến, người bảo trì như vậy thanh xuân tịnh lệ, là vì ta à? Thế nhưng là, Cửu Viêm Hải tựa hồ hoàn toàn không có quan tâm Trác Phàm trong giọng nói khinh thường, chỉ là một mặt hưng phấn mà nhìn về phía Tuyết Thanh Kiến, kích động nói, vậy ta nhưng là muốn nhìn cho kỹ, cái này mấy chục năm ta thật sự là mù mắt chó, chưa từng có thật tốt tường tận xem xét qua ngươi dung mạo. Tuyết Thanh Kiến gương mặt một đỏ, ngượng ngùng nhếch miệng, không có lên tiếng. Dường như đem Trác Phàm vừa mới đối nàng khinh thường, đều làm thành lấy lòng. Bất quá Trác Phàm lại cũng không ngại, đây chính là hắn muốn. Đem hai người bọn họ cảm tình thăng hoa đến đỉnh điểm, sau đó một hơi đánh nát, buộc bọn họ thì phạm. Hừ, các ngươi đem lão tử lời nói, làm thành khích lệ đúng hay không? Hiện tại lão tử sẽ nói cho các ngươi biết, các ngươi chút tình cảm này, là các ngươi nhược điểm lớn nhất. Đánh rắm, chúng ta tình so kim cứng, đồng sinh cộng tử, người không làm gì được chúng ta. Cửu Viêm Hải khinh thường bĩu môi. Há, thật sao? Nhếch miệng lên, Trác Phàm lộ ra cái tàn nhẫn đường cong, tiếp lấy ôm đồm lên Tuyết Thanh Kiến trắng nõn cái cổ. Cửu Viêm Hải giật mình, đại kêu ra tiếng, ngươi làm gì, có loại hướng lão tử đến, đừng động ta bà nương. Lão bất tử, khác bên trong hắn mà tính toán. Chúng ta hai cái người nào đi trước một bước, một cái khác đuổi theo chính là, hắn lại có thể làm gì ta nhóm gì. Tuyết Thanh Kiến nguyết hắn một cái, đại kêu ra tiếng. Cửu Viêm Hải khẽ gật đầu, sắc mặt dần dần trầm tĩnh lại. Nhưng là Trác Phàm lại là cười lạnh nói, hừ, các ngươi coi là trong tay lão tử, muốn chết có dễ dàng sao như vậy. Yên tâm đi, ta sẽ không để cho các ngươi chết, chỉ bất quá đến thời điểm, các ngươi sợ rằng sẽ xin ta. Để cho ta giết các ngươi. Vừa dứt lời, Trác Phàm liền trong tay hắc khí vừa hiện, trong nháy mắt xâm nhiễm Tuyết Thanh Kiến toàn bộ thân hình, tiếp lấy sử xuất Thiên Ma Đại Hóa Quyết. Chỉ một thoáng, Tuyết Thanh Kiến toàn thân nguyên lực như phá đê dòng nước lũ giống như đổ xuống mà ra, chỉ là trong chớp mắt, da thịt liền khô quắt xuống tới, tóc cũng biến thành xám trắng. Bất quá đó cũng không phải Trác Phàm Thiên Ma Đại Hóa Quyết tạo thành. Mà chính là đem nàng dùng cho duy trì dung mạo nguyên lực tan đi, nàng tự nhiên hiện ra vốn là hình dạng. Ha ha ha, lão thái bà, đây mới là người bộ mặt thật sự đi. Người duy trì mấy chục năm thanh xuân, hiện tại tất cả đều không, vừa vặn để lão đầu tử này nhìn cho kỹ. Trác Phàm cười lớn một tiếng, đem Tuyết Thanh Kiến đầu cường ngạnh chật đến Cửu Viêm Hải chỗ đó, thuận tiện đem một mảnh cái gương nhỏ ném tới trước mặt nàng. Để chính nàng nhìn xem mình lúc này già yếu bộ dáng. Nhìn lấy cái kia kính trong phim chính mình nếp uốn khuôn mặt, tóc muối tiêu, Tuyết Thanh Kiến không khỏi toàn thân run rẩy, giống như điên giống như đại kêu ra tiếng, không muốn, lão bất tử, ngươi không nên nhìn. Ha ha ha, vô dụng, hắn hiện tại thân thể bị ta khống chế, coi như muốn bế mắt đều khó có khả năng. Này lão đầu tử bây giờ nhìn lấy, cũng là ngươi lão bất tử này bộ dáng. Trác Phàm cười lớn, thỏa thích nhục nhã. Không muốn, ngươi không nên nhìn, không nên nhìn. Tuyết Thanh Kiến hung hăng dao động cái đầu, trong mắt lệ quang chớp động. Cửu Viêm Hải chặn lại nói, Thanh Kiến, không sao cả, ngươi trong lòng ta là đẹp nhất. Thế nhưng là Trác Phàm lại bĩu môi, trong lòng cười thầm. Nữ vi duyệt kỷ giả dung, chẳng lẽ cái này là nam nhân tâm tính sao? Hừ, còn không phải nữ nhân mình muốn lấy lòng nam nhân.
mới sẽ làm như vậy. Riêng là đối mặt âu yếm nam tử, các nàng càng thêm muốn đem đẹp nhất một mặt bày ra. Coi như lúc này có nam nhân nói, yêu nàng toàn bộ, bao quát nàng xấu xí, nàng cũng tuyệt không nguyện ý đem xấu xí bày ra, riêng là nam nhân yêu mến. Trác Phàm cũng là nhìn trúng điểm này, mới cố ý đem bọn hắn trên mặt cảm tình lên tới đỉnh điểm, sau đó lại đem nàng xấu xí khuôn mặt yết kỳ xuất tới. Đây không phải nhằm vào này lão đầu tử, mà chính là nhằm vào lão thái bà này. Thông qua đánh tan lão thái bà này tâm lý phòng tuyến, tiến tới lại đánh tan này lão đầu tử. Trác Phàm giống như ác ma một dạng, cưỡi tại Tuyết Thanh Kiến trên thân, mỉa mai nói móc ngữ điệu nhiều lần ra, hắc hắc hắc. Tỷ tỷ, người nhìn người bây giờ vẫn phối làm một người tỷ tỷ sao? Cho ta làm nãi nãi đều ngại lão a. Đừng nói, cầu ngươi đừng nói. Tuyết Thanh Kiến đầy mắt lệ quang, hận không thể đem chính mình mặt chôn dưới đất. Cửu Viêm Hải thì là mắng to lên tiếng, xúc sinh, ngươi mau dừng tay, không phải vậy lão phu tuyệt không buông tha ngươi. Buông tha ta, ha ha ha, hiện tại các ngươi mệnh đều tại lão tử trong tay, ngươi cái nào đến như vậy miệng lớn khí, cùng ta phách lối. Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, duỗi tay sờ đến Tuyết Thanh Kiến dây thắt lưng lên, hai cái lão già kia, tin hay không lão tử lại để cho lão thái bà này biểu hiện ra càng xấu hổ một mặt. Bất quá lão tử không có hứng thú nhìn, liền tiện nghi ngươi lão đầu tử này. Bất quá cũng không biết, hiện tại vị tỷ tỷ này hoạt bát thân thể, người lão đầu tử này còn có hứng thú hay không? Nói, Trác Phàm tại cái kia dây thắt lưng lên nhẹ nhàng kéo một phát, tất cả mọi người có thể nghe đến cái kia vải vóc ở giữa tiếng ma sát âm. Không muốn, Tuyết Thanh Kiến giật mình, đại kêu ra tiếng, trong mắt đã bắt đầu lật lên khinh thường. Cửu Viêm Hải thì là đầy nước mắt, cuối cùng vẻ mặt cầu xin cầu khẩn nói Trác. Trác quản gia, chúng ta hàng. Xin ngài dơ cao đánh khẽ, không muốn lại làm nhục chúng ta, cầu ngài. Cửu Viêm Hải đệ nhất thần chiếu cao thủ, tuổi đã cao, thế mà như tiểu hài tử nước mắt chảy ngang, khiến người ta nhìn cũng bất giác một trận lòng chua xót. Trác Phàm lại nhìn về phía Tuyết Thanh Kiến, lão thái bà kia cũng là chảy lệ nóng, hung hăng gật đầu. Lần này, Trác Phàm mới lộ ra vui vẻ nụ cười, đây chính là a, sớm như thế lời nói, các ngươi cũng không cần bị nhiều như vậy tội. Hai vị trưởng lão mau mau xin đứng lên, ai ra, đây là ai a, đem hai vị trưởng lão bị thương thành loại này bộ dáng. Ta chỗ này có liệu thương đan dược, mời hai vị trưởng lão vui vẻ nhận. Trác Phàm như một người không có chuyện gì một dạng, dường như vừa mới ác ma giống như hành động không phải hắn làm, cung kính đem hai người nâng đỡ, còn đưa lên một cái bình thuốc. Hai vị lão nhân đã sớm bị dọa đến tinh thần hoảng hốt, nhìn đến thuốc kia bình. Cũng không nhịn được đánh cái run rẩy, vội vã lui lại hai bước, lắc đầu, bọn họ thế nhưng là bị Trác Phàm đan dược dọa cho sợ. Nhưng là thấy tình cảnh này, Trác Phàm lại là một lập lông mày, phẫn nộ quát ta cho đan dược, các ngươi dám không ăn. Nhịn không được lại đánh dùng mình một cái, Cửu Viêm Hải hai người liếc nhìn nhau, sợ hãi rụt rè tiếp nhận đi, tại Trác Phàm giám thị bên trong ăn vào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Từ đó, Trác Phàm mới thật vui vẻ ra mặt, cái này, Lạc gia mới thật lại vào ở hai vị nghe lời trưởng lão. Mà đem toàn bộ hành trình tất cả mọi thứ đặt ở trong mắt Lệ Kinh Thiên, lại là trong lòng run rẩy không thôi. Cái này Trác quản gia thực sự quá tàn nhẫn, thế mà có thể đem dạng này hai cái ma sát, ngắn ngủi vài phút bên trong bức thành bộ này hình dạng, quả thực cũng là ma bên trong ma a. Hiện tại hắn càng thêm may mắn lúc trước đầu hàng ném phải kịp thời. Ném đến thẳng thắn, ném đến cấp tốc. Nếu không, lấy cái này Trác quản gia hôm nay thủ đoạn, còn không biết muốn thế nào làm nhục tại hắn đây. Nói như vậy, hắn chỉ sợ cùng hai cái vị này một dạng, thật sự là danh dự mất hết, khí tiết tuổi già khó giữ được. Lại qua ba canh giờ, Cửu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến mới một lần nữa mở hai mắt ra, thương thế trên người cũng vừa tốt 8-9 thành. Tuyết Thanh Kiến, cũng lần nữa biến trở về cái kia thanh xuân thiếu nữ. Trác Phàm cùng Lệ Kinh Thiên thì ở một bên nhìn lấy, cười rạng rỡ. Đợi hai người đứng người lên lúc, Trác Phàm mới một mặt nhiệt tình tiến ra đón, cười to lên, ha ha ha. Chúc mừng hai vị thương thế chuyển biến tốt đẹp, chúng ta có thể lên đường về nhà đi. Trong lòng bất giác run lên, hai người kìm lòng không đặng vội vã lui về phía sau một bước, khắp khuôn mặt là dè chừng sợ hãi chi sắc. Ách,
các ngươi không cần như thế căm thù ta đi, hiện tại chúng ta đều đã là người một nhà, không phải sao? Trác Phàm hơi chậm lại, nhún nhún vai, ngược lại nhìn về phía Tuyết Thanh Kiến cười nói, tỷ tỷ, chẳng lẽ ngươi quên chúng ta tỷ đệ tình nghĩa sao? Ưng ực một tiếng nuốt ngụm nước bọt, Tuyết Thanh Kiến vội vã trốn đến Cửu Viêm Hải sau lưng, giống như là một cái gặp mèo chuột một dạng, nhưng trong ánh mắt lại là còn có thật sâu hận ý, bất quá càng nhiều lại là vẻ sợ hãi. Hung hăng khoét hắn liếc một chút, Tuyết Thanh Kiến nghiến răng nghiến lợi nói, phi, người nào là tỷ tỷ của ngươi? Lão nương lúc trước mù mắt chó, mới không nhìn ra ngươi cái này tiểu ác ma ngoan độc tâm địa. Đúng vậy a, lúc đó mới thấy Trác Phàm, còn tưởng rằng hắn là cái hồn nhiên ngây thơ, không dành thế sự lăng đầu tiểu tử. Thế nhưng là vạn vạn không nghĩ đến, hắn lại là có thể khống chế thiên cương cuồng tôn lệ kinh thiên tàn nhẫn nhân vật. Bị ổi vô sỉ, tâm địa ác độc càng làm cho bọn họ hai cái này lão ma đầu đều tâm thấy sợ hãi. Dạng này người, ở đâu là cái nhà bên tiểu đệ đệ bộ dáng? Quả thực cũng là cửu u địa phủ bò ra ngoài ác quỷ. Tuyết Thanh Kiến hiện tại nhớ tới, đều thẳng hối hận, bị Trác Phàm ngày này thật cười yong hoa hoa ngôn xảo ngữ cho che đậy. Giờ này khắc này, nàng đều hận không thể đem chính mình hai mắt giữ lại, làm pháo dẫm. Trác Phàm nghe được lời này, trên mặt bất giác có chút giận dữ, mi đầu một lập. Cửu Viêm Hải thấy tình thế không ổn, lập tức lên tiếng xin xỏ cho, Trác quản gia xin bớt giận, ta cái này bà nương không giữ mồm giữ miệng, ngài khác chấp nhặt với nàng. Tính toán, dù sao hai người các ngươi mệnh trong tay ta, có nguyện ý hay không cùng lão tử giao hảo, cũng tùy các ngươi ý. Tóm lại Lạc gia trưởng lão, các ngươi là làm bình tĩnh, đi thôi. Đạm mạc gật đầu, Trác Phàm lại không để ý tới bọn họ, quay người lại, lôi vân dực triển khai, liền bay lên không trung. Mà nhìn đến cái này tiểu ác ma rời xa, Cửu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến liếc nhau, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhưng là trên mặt lại là có loại muốn khóc xúc động. Hai người bọn họ tiêu diêu tự tại, ẩn cư sơn lâm, liền đế vương môn cũng không thể đem bọn hắn thế nào, làm sao hôm nay liền sẽ cắm đến một tên tiểu quỷ trong tay đâu. Chuyện này, bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông. Lúc này, Lệ Kinh Thiên đi vào bên cạnh bọn họ, nhìn về phía Cửu Viêm Hải cười khẩy nói, lão gia hỏa, người lúc trước không phải còn chế giễu lão phu không có loại sao? Hiện tại thế nào? Người mẹ hắn còn có loại sao? Không khỏi cười khổ một tiếng, Cửu Viêm Hải bất đắc dĩ lắc đầu, thật sâu nhìn Lệ Kinh Thiên liếc một chút, thở dài nói, ai, trước đó tính toán lão phu đắc tội. Thế nhưng là lão phu làm sao cũng không nghĩ ra, ngài cùng là như thế một cái hạng người a. Ha ha ha, người bây giờ biết liền tốt, Lệ Kinh Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, thản nhiên nói, bất quá ta Lệ mỗ người cũng coi như đỉnh thiên lập địa. Cũng không phải là hoàn toàn bị quản chế tại cái kia huyết tầm. Làm cho lão phu cam tâm tình nguyện đi theo, tất không phải phàm nhân. Các ngươi đừng nhìn cái này Trác quản gia tuổi còn trẻ, nhưng làm việc lại nhanh chóng quyết đoán, thủ đoạn phi phàm, chính là kiêu hùng chi tư. Các ngươi đi theo hắn, không thiệt thòi. Hai người trong mắt ngưng tụ, lẫn nhau nhìn xem, suy nghĩ rất lâu, hơi hơi gật gật đầu. Còn có, đã mọi người về sau cùng một chỗ cộng sự. Vậy ta thì sớm thông báo các ngươi một chút, Lạc gia sinh tồn pháp tắc. Xa xa nhìn sang, gặp Trác Phàm đã bay xa, Lệ Kinh Thiên mới một mặt thần bí len lén nói. Hai người khẽ giật mình, vội vàng vểnh tai lắng nghe, mời Lệ huynh chỉ rõ. Cái này Lạc gia trừ Trác quản gia bên ngoài, người khác đều rất dễ thân cận. Riêng là đại tiểu thư, nhất định muốn phá lệ giao hảo. Tuy nói cái này Trác quản gia hung hăng càn quấy. Người nào đều không để vào mắt, nhưng duy chỉ có đối Lạc gia trung thành tuyệt đối, đại tiểu thư lời nói hắn chắc chắn sẽ nghe. Cho nên ngày sau một khi chọc hắn nổi giận, nhất định muốn dẫn đầu đi tìm nàng cầu tình, vậy các ngươi mệnh hơn phân nửa thì bảo vệ đến. Lệ Kinh Thiên hung hăng vỗ vỗ Cửu Viêm Hải bả vai, hết sức nghiêm túc nhìn hai người liếc một chút. Hai người trong lòng cả kinh, vội vàng một mặt cảm kích hướng Lệ Kinh Thiên ôm một cái quyền, đa tạ Lệ huynh đề điểm. Chỗ nào? Mọi người sau này sẽ là chính mình người, làm gì khách khí như vậy, ha ha ha. Lệ Kinh Thiên khoát khoát tay, từ chối cho ý kiến. Thực hắn nào có hảo tâm như vậy, chỉ bất quá loại sự tình này hai người vừa đến Lạc gia, liền xem như người mù, trong ba ngày cũng tất nhiên nhìn ra được, biết làm sao đi làm. Hắn hôm nay sớm cáo chi,
chỉ là bán cái giá rẻ nhân tình cho hai người bọn họ thôi, có lẽ về sau còn hữu dụng đến lấy bọn hắn địa phương. À, lão phu lúc nào cũng biến thành như thế âm hiểm. Thật dài phun ra một ngụm chọc khí, Lệ Kinh Thiên đột nhiên khẽ giật mình, không hiểu gãi gãi đầu. Sau cùng chỉ có thể thầm than, gần đèn thì sáng gần mực thì đen. Một phương diện khác, đế đô thành cửa, Thiên Vũ binh mã đại nguyên soái Độc Cô Chiến Thiên, mang theo 5 cái con nuôi, cưỡi ngựa cao to, hùng dũng hiên ngang bước vào. Cái kia 100 vạn đại quân, thì ở ngoài thành 20 dặm chỗ hạ trại. Mà tứ trụ thứ hai, Thiên Vũ chiến thần Độc Cô Chiến Thiên hồi chiều tin tức, cũng lập tức gây nên tất cả mọi người chú ý. Khởi bẩm bệ hạ, binh mã đại nguyên soái Độc Cô Chiến Thiên yết kiến. Tuyên, hoàng thành Kim Loan Bảo Điện bên trong, hoàng đế thẳng tắp ngồi ngay ngắn ở kim quang lập lòe hoàng tọa phía trên, bên cạnh thì là đứng đấy thường thường cùng hắn đánh cờ Tư Mã Tiên Sinh. Chỉ chốc lát sau, Độc Cô Chiến Thiên ngẩng đầu mà bước đi tới, khom người quỳ gối, thần Độc Cô Chiến Thiên, khấu kiến bệ hạ, chúc ta hoàng vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Ha ha ha, Độc Cô lão nguyên soái ngàn dặm bôn ba, quả thực vất vả, mau mau xin đứng lên. Không khỏi khẽ cười một tiếng, hoàng đế vội vàng đứng lên, đi đến Độc Cô Chiến Thiên bên người, tự mình đem hắn đỡ dậy. Cái này nếu là người khác lời nói, nhất định là mang ơn, lớn lao thực sự tự hào. Nhưng là đối Độc Cô Chiến Thiên, lại dường như chuyện đương nhiên sự tình. Dù sao Độc Cô Chiến Thiên là nước chi cột trụ, chẳng lẽ còn không đảm đương nổi hoàng đế tự mình vừa đỡ sao? Độc Cô lão nguyên soái, Phong Lâm Thành bên kia tình huống như thế nào? Người mau cùng trẫm nói một chút. Vừa mới đem Độc Cô Chiến Thiên đỡ dậy, hoàng đế không nói hai lời, đã không kịp chờ đợi dò hỏi. Độc Cô Chiến Thiên khẽ gật đầu, thở dài, một mặt ngưng trọng nói, tình thế rất không lạc quan, lão phu phụng hoàng mệnh tiến đến gấp rút tiếp viện, nhưng vẫn là đi trễ. Phong Lâm Thành nhất chiến 10 phần thảm liệt, Lạc gia tử vong gia đinh thông suốt 100.000 chi chúng. Phốc, vốn là ngay từ đầu. Nhìn lấy Độc Cô Chiến Thiên ngưng trọng như thế thần sắc, ai thán ngữ khí, hoàng đế tâm cũng không thấy trầm xuống. Nhưng là sau khi nghe được đến, Lạc nhà thế mà chết 100.000 gia đình, cho dù là hoàng đế, cũng không nhịn được một miệng lão huyết phun ra. Độc Cô nguyên soái, Lạc ra một cái nhị tam lưu gia tộc, từ đâu tới 100.000 gia đình. Hoàng đế sắc mặt quái dị, trong lòng oán thầm, coi như chấm thâm cư trong cung, ít có thể nghiệm và quan sát dân tình. Người nhà cũng không thể đem chẫm làm thành liền thường thức cũng đều không hiểu ngu ngốc đến xem đi, lão nguyên soái, ngài thấy tận mắt sao? Ách, cái này thật không có, đều là cái kia Lạc gia quản gia cho báo, lão phu cũng cảm thấy có kỳ quặc. Quản gia kia gọi Trác Phàm đi, hoàng đế gương mặt nhìn không được co lại, quả nhiên lại là hắn, tiểu tử này quả thực cũng là không gây chuyện không coi là sự tình a, lớn như vậy số lượng thương vong đều có thể ăn nói bịa chuyện. Độc Cô Chiến Thiên khẽ gật đầu, nghiêm túc ôm quyền nói, bệ hạ anh minh, chính là cái này Trác quản gia chỗ báo Lạc gia thương vong. Đối với tiểu tử này hồ ngôn loạn ngữ, lão phu cũng không phải rất tin, một cái tiểu gia tộc từ đâu tới 100.000 chi chúng. Coi như Ngự Hạ thất gia, cũng không có nhiều như vậy gia đình a. Bất quá, Phong Lâm Thành Lạc gia nhất chiến thương vong chắc là xác thực thảm trọng, liền gia chủ đều chiến tử. Hoàng đế vừa đỡ cái chán. Thở dài, ai, lão nguyên soái, Lạc gia gia chủ. Hắn là 3 năm trước đây thì chết. Độc Cô Chiến Thiên giật mình, mặt mũi tràn đầy không thể tin thần sắc, tiếp lấy chính là gương mặt thiêu đến đỏ bừng, trong lòng thầm hận. Tốt các ngươi một đám nhỏ quỷ, dám hợp lấy băng lửa gạt lão phu. Cái này cũng coi như, mấu chốt là tại bệ hạ nơi này, để lão phu mất hết thể diện. Trác Phàm, Vân Hải, các ngươi hai cái đều chờ đó cho ta nhìn. Độc Cô Chiến Thiên hận hận khẽ cắn môi. Hoàng đế gặp này, bất đắc dĩ lắc đầu, biết hắn cũng là bị người xuyến, liền thản nhiên nói, tính toán, những thứ này trước không đề cập tới, Lạc gia còn có cái gì tình huống, lão nguyên soái nói cho chấm tới nghe một chút đi. Độc Cô Chiến Thiên lại là sững sờ, sau đó liền ngượng ngùng cúi thấp đầu, hơi hơi lắc đầu. Hắn đi Lạc gia mấy ngày nay, tất cả mọi chuyện đều là Trác Phàm nói cho hắn nghe. Hắn đều không có tránh thức bắt lấy cơ hội dò xét qua. Bây giờ trở về hướng bẩm báo, Trác Phàm nói tình huống, không có một câu thật, mà tình huống thật, hắn lại hoàn toàn không biết, thật sự là hỏi gì cũng không biết. Tựa hồ nhìn ra lão nhân này khó xử,
Hoàng đế không khỏi một trận dở khóc dở cười, ngươi nhà đi Phong Lâm Thành làm gì? Chẳng lẽ ngươi hành quân cả đời, đối với địch phương tình báo cũng là như vậy qua loa sao? Ai, tính toán, chấm đến hỏi đi. Bất đắc dĩ lắc đầu, hoàng đế thở dài nói, Lạc gia cái kia 2 tỷ đệ, Lạc Vân Thường cùng Lạc Vân Hải được chứ? Há, bọn họ không có việc gì, liền một chút thương thế đều không có. Độc Cô Chiến Thiên chặn lại nói. Cái kia Lạc gia hộ vệ thống lĩnh Bàng Nghĩa, Lạc gia trưởng lão Lôi Vân Thiên cùng con gái nuôi Lôi Vũ Đình. Hoàng đế đem Lạc gia cao tầng nhất từng cái mà hỏi thăm, Độc Cô Chiến Thiên thì là từng cái giải đáp, sau cùng hoàng đế khẽ gật đầu, đã bọn họ không có việc gì, cái kia Lạc gia không coi là thương vong thảm trọng. Bất quá cái này Lạc gia ngược lại có đủ năng lực, bị đế vương môn cùng U Minh Cốc những tên kia để mắt tới, thế mà còn có thể gắng gượng qua đến. Ách, bệ hạ, Lạc gia Hắc Phong Sơn ngoài có Lạc gia chủ lúc còn sống bố 4 cái cấp 5 đại trận, thông thường cao thủ chắc là rất khó xâm nhập. Lúc này, Độc Cô Chiến Thiên hợp thời cắm vào nói. Hoàng đế lông mày nhíu lại, cùng bên người Tư Mã Tiên Sinh kinh dị liếc nhau, kêu lên, Trác Phàm tiểu tử này thật sự là càng ngày càng khiến người ta chấn kinh, tuy nhiên sớm nghe qua hắn có thể bố trận, nhưng không nghĩ tới thoáng cái bố 4 cái cấp 5 đại trận. Cái gì, trận kia thức là Trác Phàm bố? Không khỏi giật mình, Độc Cô Chiến Thiên bất khả tư nghị nhìn về phía hoàng đế hai người. Lần nữa bất đắc dĩ thở dài, hoàng đế nhìn lấy lão gia hỏa này không còn gì để nói, người nói ngươi nha đi Phong Lâm Thành, đi cái gì sức lực. Lão tử vốn là muốn nghe ngươi hồi báo, hiện tại lại muốn để lão tử đến giải thích cho ngươi. Tại là không thể làm gì dưới, hoàng đế chỉ có thản nhiên nói, Lạc gia 3 năm trước đây thì liền cùng gia chủ cùng một chỗ bị diệt, chỉ để lại một đôi tỷ đệ cùng quản gia Trác Phàm, hộ vệ thống lĩnh Bàng Nghĩa. Bây giờ Lạc gia đều là từ cái này Trác Phàm một tay chống lên đến, mà lại tiểu tử này. Đón lấy, hoàng đế liền đem Trác Phàm 4 phía gây chuyện thị phi, đại náo Hoa Vũ lâu sự tình từng cái nói một lần, sau cùng bất đắc dĩ nói, tiểu tử này là cái khó được nhân tài, nhưng cũng tiếc cũng là gây tai họa nhân tài, thật sự là để trẫm vừa yêu vừa hận a. Lạc gia thị phi, phần lớn từ hắn rước lấy, nhưng cũng chính vì hắn, Lạc gia mới có thể đứng vững. Thật không biết Lạc gia có như thế một vị kỳ hoa quản gia, là phúc là họa. Kinh ngạc nhìn nháy mắt mấy cái, Độc Cô Chiến Thiên đã hoàn toàn ngốc ở, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm mới là hắn một mực tại tìm kiếm trận pháp kỳ tài. Đến mức gây tai họa bản sự, hắn lại là hoàn toàn không thèm để ý. Hắn nãi nãi, tham gia quân ngũ nào có không gây tai họa. Chỉ cần có bản lĩnh, thì đầy đủ. Lão phu nhất định muốn đem tiểu tử này lấy tới trong quân doanh tới. Độc Cô Chiến Thiên trong lòng một trận cuồng hỉ, âm thầm hạ quyết tâm. Đúng, lão nguyên soái, ngài còn có cái gì có giá trị sự tình muốn hồi báo sao? Tuy nhiên đã không nhiều lắm chờ đợi, nhưng hoàng đế vẫn là sau cùng hỏi một câu. Độc Cô Chiến Thiên hai mắt nhất động, vội vàng nói, đương nhiên là có, đây là U Minh Cốc 3 nhà tập kích Lạc gia chứng cứ, mời bệ hạ định đoạt. Mà lại cái này 3 nhà còn đã từng ở trước mặt lão phu, mạnh mẽ xông tới Phong Lâm Thành. Nói, Độc Cô Chiến Thiên đem cái kia 3 đạo ngọc giản đưa lên. Hoàng đế tiếp nhận xem xét, không khỏi trong mắt tỏa sáng, cười to lên, ha ha ha. Có cái này bằng chứng, chấm còn không cố gắng gõ đánh bọn hắn một lần. Bất quá lão nguyên soái, người gặp qua đế vương môn người sao? Độc Cô Chiến Thiên lắc lắc đầu nói, ngự hạ thất gia gia chủ. Lão phu tại Phong Lâm Thành đều gặp, nhưng duy chỉ có không gặp đế vương môn người lộ diện. Thật sao, cái kia chấm vị này biểu huynh có thể ẩn nấp đủ sâu, tâm nhưng là chu. Bỗng nhiên đem cái kia 3 đạo ngọc giản vung tại trên mặt đất, hoàng đế trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn, tức giận nói, hừ, chấm lần này liền lấy cái này 3 nhà dung cây dọa khỉ, làm cho tất cả mọi người nhìn xem, ai mới là thiên hạ này chủ nhân. U Minh Cốc quanh năm bị một tầng pha trộn âm lãnh vũ khí bao phủ. Nhưng là hôm nay, tựa hồ khí trời lại phá lệ sáng sủa, cái kia quanh năm không rời vũ khí, cũng tựa hồ biến đến nhạt một số. Thế nhưng là cùng cái này long lanh ánh sáng mặt trời khác biệt là, U Minh Cốc bên trong tất cả mọi người, nhưng trong lòng đều bao phủ một tầng thật lâu không rời mù mịt. Trong phòng nghị sự, cốc chủ U Vạn Sơn một mặt âm trầm ngồi ở chủ vị lên, bên cạnh hắn là trong cốc trưởng lão. Bất quá, tại 2 hàng trưởng lão trung gian,
lại là trống không từng cái lẻ loi trơ trọi ghế trống. Nhìn lấy cái kia hư không chỗ trống, tất cả mọi người tâm liền một trận nhói nhói. Từ khi bọn họ U Minh Cốc cố vấn, U Quỷ Thất bị giết, đã qua không sai biệt lắm 2 năm. Tại cái này trong thời gian 2 năm, bọn họ xuất động toàn cốc tất cả tinh nhuệ, vì lão thất báo thù. Thế nhưng là đổi lấy, không phải bọn họ hận nhất cái kia, Trác Phàm thi thể, mà chính là không ngừng mà tổn binh hao tướng. Trước bất luận ngay từ đầu Phong Lâm Thành giản phàm hai vị trưởng lão chết trong tay Trác Phàm, vẻn vẹn là U Quỷ Thất sau khi chết, liền lần lượt lại có lão tam lão tứ cùng lão lục, 3 vị trưởng lão mất mạng Trác Phàm chi thủ, ngũ trưởng lão cũng bị phế bỏ một tay. U Minh Cốc tổn thất nặng nề, thập nhị trưởng lão đã mất 6, còn có 1 vị tàn phế, bọn họ hoàn hảo chỉ có 5 vị trưởng lão. Thế nhưng là Trác Phàm lại như cũ êm đẹp còn sống, cái này để bọn hắn làm sao cũng tiếp nhận không. Vô cùng nhục nhã. Bọn họ chỉ sợ nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới, trừ 300 năm trước lần kia hạo kiếp, U Minh Cốc thế mà lần nữa bị khó có thể chịu đựng trọng đại đả kích. Ngàn năm nội tình, ngự hạ thất gia uy nghiêm, bị lần lượt đùa cợt cùng chế nhạo. Đụng, U Vạn Sơn tức giận vỗ lên bàn một cái, càng nghĩ càng giận, mọi người đều có thể nghe đến hắn hàm răng tiếng ma sát vang. Còn lại người chờ cũng là một mặt ngưng trọng, trên mặt nổi hận sắc, riêng là ngũ trưởng lão, sờ sờ chính mình mất đi một tay đầu vai, trong mắt đều nhanh muốn phun ra lửa, đáy lòng càng là vô số lần kêu gào một cái tên. Trác Phàm. Thế nhưng là bọn họ lại không thể làm gì. Hiện tại bọn hắn tránh thức chạm đến hoàng thất phòng tuyến cuối cùng, hoàng đế đều đem binh mã đại nguyên soái độc cô chiến thiên triệu hồi hướng đến chấn nhiếp bọn họ, nếu là bọn họ lại có dị động, đứng trước thật khả năng cũng là độc cô chiến thiên trăm vạn hùng binh, đây là bọn họ càng thêm không thể thừa nhận hậu quả. Thì coi như bọn họ hiện tại hận không thể toàn cốc cao thủ cùng một chỗ xông vào Phong Lâm Thành, đem Trác Phàm tính cả người Lạc gia cùng một chỗ đuổi tận giết tuyệt, cũng không còn lá gan kia. Nê Bồ Tát sang sông, tự thân khó đảm bảo. Cái này, cũng là bọn họ hiện tại tình cảnh. Đại trưởng lão nhìn xem cốc chủ, lại xem hắn người, chỉ có thể lắc đầu, than thở. Toàn bộ trong phòng nghị sự, đều bị một loại sắp khiến người ta ngạt thở không khí ngột ngạt lấy. Lão tử chịu không được, lão tử nhất định muốn đem cái kia thằng nhãi con làm thịt không thể. Sốt cục, ngũ trưởng lão đột nhiên đứng dậy, giống to lên tiếng. Tất cả mọi người, liếc hắn một cái, đều không nói gì, có lẽ bọn hắn cũng đều hận không thể làm như thế. Đúng là tại biết rõ làm như thế hậu quả về sau, cũng vui vẻ ngầm đồng ý. Ông! Thế mà, đúng vào lúc này, một đạo ba động truyền đến, tiếp lấy chính là từng tiếng du dương tiếng tiêu truyền vào tại chỗ tất cả mọi người trong tai. Mẹ hắn, loại thời điểm này, còn có người có nhàn hạ thoải mái, trong cốc thổi tiêu. Lão tử xé nát hắn. Ngũ trưởng lão vốn là một bụng tức giận không có ra vung, hiện tại tức thì bị cái này tà âm tức giận đến nổi trận lôi đình. Thế nhưng là không đợi hắn chạy ra ngoài tìm ra cái này đuôi mù đồ vật, đại trưởng lão đã là khoát tay, trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, tựa hồ có chút hoảng sợ run run rẩy rẩy nói, chậm rãi, cái này. Đây là, hộ long thần vệ, phương thu bạch tiếng tiêu. Cái gì, ngọc tiêu kiếm thần. Bất giác hít sâu một hơi. Tất cả mọi người lẫn nhau nhìn một chút, tâm đều không tự giác chìm xuống. Cho dù là vừa mới còn lửa giận ngập trời ngũ trưởng lão, lúc này cũng triệt để tắt lửa, chỉ là một mặt đần độn há hốc mồm. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, cái này ngọc tiêu kiếm thần đến U Minh Cốc làm gì? Ngũ trưởng lão nháy mắt mấy cái, nhìn về phía người khác. U Vạn Sơn bọn người bất giác thở dài, lộ ra một cái u oán ánh mắt. Hừ, cái này hộ long thần vệ tới đây. Có thể làm gì? Còn không phải thay hoàng đế đến gõ đánh bọn hắn a? Ai, ngươi nói hoàng thất đều đã héo mấy chục năm, làm sao thoáng cái thì cứng, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác để bọn hắn bắt kịp. U Vạn Sơn nhìn mọi người liếc một chút, đều có loại muốn khóc xúc động, nhưng là vẫn kiên trì, mang theo duy nhất mấy vị trưởng lão đi ra ngoài, bay về phía U Minh Cốc miệng cốc. Quả nhiên, tại cái kia miệng cốc trên không, nhìn đến một cái tiên phong đạo cốt bóng người, trong miệng tiêu ngọc cũng đang phát ra du dương tiên nhạc, chính là ngũ đại hộ long thần vệ một trong ngọc tiêu kiếm thần, Phương Thu Bạch không thể nghi ngờ. Tiếng tiêu im bặt mà dừng, Phương Thu Bạch đem tiêu ngọc vuốt vuốt nơi tay, quay đầu nhìn về phía bọn họ, lạnh lùng nói, ta phụng bệ hạ ý chỉ,
Tuyên U Cốc chủ lập tức vào triều diện thánh, không được sai sót. U Vạn Sơn trầm ngâm một chút, trong lòng thầm giận. Ngự hạ thất gia cùng hoàng thất cân bằng, cộng đồng quản lý thiên vũ sự vụ, coi như trước kia có tuyên chỉ triệu kiến người, đó cũng là cung cung kính kính đến U Minh Cốc bên trong truyền chỉ, đối bọn hắn cũng mười phần khách khí, thậm chí là lấy lòng. Nhưng là lần này, hoàng đế thế mà phái hộ long thần vệ đến truyền chỉ, vẫn là tại cốc bên ngoài dùng tiếng tiêu đem bọn hắn dẫn ra, rõ ràng chính là cho bọn họ hạ mã uy, áp bọn họ một đầu. Nếu như lần này bọn họ nhận sợ, cái kia gặp hoàng đế, khí thế không phải là bị ép tới thấp hơn sao? Đến lúc đó cho dù có ý, cũng nói không nên lời. Hắn còn muốn cùng hoàng đế luận một luận, hắn một vị che chở cái kia Trác Phàm, là mấy cái ý tứ, có phải hay không có ý nhằm vào bọn họ bảy thế gia? Nghĩ tới đây, U Vạn Sơn không biết nơi nào đến dũng khí, nhìn về phía Phương Thu Bạch cười lạnh một tiếng nói, Phương tiên sinh đường xa mà đến, truyền chỉ vất vả. Bất quá bản cốc chủ gần nhất ngẫu nhiên cảm giác phong hàn, thân thể không thoải mái, chỉ sợ muốn kéo mấy tháng mới có thể vào triều diện thánh, vạn mong rộng lòng tha thứ. Cái gì, ngẫu nhiên cảm giác phong hàn, thân thể không thoải mái? Đây không phải nói vớ nói vẩn a. Người nhà một cái thiên huyền đỉnh phong cao thủ, hội đến phong hàn. Rõ ràng cũng là nói rõ cùng hoàng đế đối nghịch, để hoàng đế xuống đài không được. U Minh Cốc tất cả trưởng lão nhìn về phía U Vạn Sơn, khẽ gật đầu. Không hổ là cốc chủ, quả nhiên khí thế phi phàm, chính là muốn dùng dạng này lý do, nói cho hoàng đế kia lão nhi, chúng ta U Minh Cốc thế nhưng là ngự hạ bảy thế gia, không phải hắn trong triều đại thần, có thể từ hắn tùy ý loay hoay. Oanh! Thế mà, mọi người khen ngợi ánh mắt còn chưa tan đi đi, một tiếng ầm ầm tiếng vang lại là trong nháy mắt truyền vào bọn họ trong tai. Chấn động đến bọn hắn mảng nhĩ đau nhức. Đón lấy, chính là một cơn lốc cuốn qua, mang theo từng mảnh cát vàng tràn ngập. Chờ cát bụi tán đi, mọi người lại hướng nhìn đằng trước, cũng đã nhịn không được cùng nhau hít sâu một hơi. Đem bọn hắn U Minh Cốc vây vào giữa một chi kéo dài trăm dặm sơn mạch, đúng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà không trung Phương Thu Bạch, thì là chậm rãi đem vươn về trước Tiêu Ngọc Thu hồi lại, sau cùng lạnh lùng liếc hắn một cái. Lập tức lên đường, U Cốc chủ đừng trễ. Vừa dứt lời, liền trong nháy mắt biến mất bóng người, chỉ còn lại có U Vạn Sơn chờ một đám U Minh Cốc cao tầng, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Nhìn về phía trong nháy mắt kia biến mất một mặt sơn mạch, toàn thân run rẩy. Đây chính là hộ long thần vệ Phương Thu Bạch thực lực, cũng quá mẹ hắn nghịch thiên đi. Chiếu cái dạng này, một mình hắn liền có thể đem U Minh Cốc toàn diệt a. Hưu. Đột nhiên một đạo tiếng xé gió vang, cả người khoác áo bào xám lão giả xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, U Vạn Sơn trong mắt sáng lên, cả kinh kêu lên, đại cung phụng, ngươi rốt cục đến, ngươi cũng đã biết. Ta đương nhiên biết, lão phu cũng là chờ hắn đi mới dám xuất hiện. Khoát khoát tay, đại cung phụng nhìn về phía U Vạn Sơn bất đắc dĩ thở dài, ai, ta nói cốc chủ, lần này chúng ta thật sự là đá trúng thiết bản. Tuy nhiên hoàng đế kia là cái con cọp giấy. Nhưng bên cạnh hắn năm cái hộ long thần vệ, cũng tuyệt đối là có thể một mình đảm đương một phía hung thú a. Ta nói ngươi, ai, tranh thủ thời gian vào triều chịu nhận lỗi đi thôi, hiện tại hoàng đế cũng không tiện gây. U Vạn Sơn khổ cực gật đầu, đúng là cái mũi có chút chua xót, có loại muốn khóc cảm giác. Bọn họ U Minh Cốc đến tột cùng là làm sao, ai cũng có thể tới dẫm hai cước, xem chúng ta dễ khi dễ lắm phải không là. Sau 7 ngày, U Vạn Sơn đúng lúc đi vào đế đô trong hoàng thành, bị một vị cung nữ đưa đến một gian phòng nhỏ chờ. Đợi hoàng đế hạ chỉ, mới có thể yết kiến. Cái này trước kia là tuyệt đối không có qua sự tình, bình thường đều là hoàng đế đến gặp bọn họ lúc nào muốn chờ hoàng đế thông báo. Bất quá không có cách nào, ai bảo hiện tại hoàng đế địa thế còn mạnh hơn người đâu. Sau đó hắn chỉ có thể than thở, theo cái kia cung nữ đi vào một cái vắng vẻ gian phòng chỗ. Thế nhưng là đi vào phòng xem xét, U Vạn Sơn nhưng lại là liên tục cười khổ, nơi này lại còn có hắn hai vị bạn cũ. Dược Phương Điện điện chủ Nghiêm Bá Công cùng Khoái Hoạt Lâm gia chủ Lâm Như Phong, đều ở chỗ này chờ. Nhìn đến U Vạn Sơn tới đây, hai người cũng là liên tục cười khổ. Kết quả là, ba người thì cùng phạm sai lầm tiểu bằng hữu bị giam lại một dạng, ngây ngốc ngồi thành một hàng, chờ hoàng đế triệu kiến. Lâm gia chủ. Đi Khoái Hoạt Lâm tuyên triệu người là ai vậy?
Trong lúc rảnh rỗi, U Vạn Sơn nhìn về phía Lâm Như Phong nói. Lâm Như Phong một mặt bi thương, lắc đầu thở dài, Hắc Bạch Kỳ Thánh, Tư Mã Huy. Há, lão nhi này bình thường đánh cờ, tu thân dưỡng tính, tại ngũ đại hộ long thần vệ bên trong, tính khí tính toán tốt nhất. Nào giống cái kia Ngọc Tiêu Kiếm Thần Phương Thu Bạch, lúc này thì đem chúng ta U Minh Cốc một mặt sơn mạch cho san bằng. Tốt cái dám. Thế mà, U Vạn Sơn lời còn chưa nói hết, Lâm Như Phong đã căm giận bất bình mắng to lên tiếng, một mặt vẻ u oán, lão gia hỏa kia đi chúng ta khoái hoạt lâm, một câu không nói, đầu tiên là nện xuống mấy cái con cờ. Các ngươi cũng biết, cái kia quân cờ, một khỏa thì tương đương với một viên sao băng uy lực. Cái này mấy khỏa đập xuống, chúng ta khoái hoạt lâm lúc này bị hắn yên ổn nửa, hiện tại giống như trở lại 500 năm trước nội tình một dạng. Về sau hắn mới tuyên chỉ, còn công bố chính mình vừa mới tay run, các ngươi nói lão già này còn là người sao? Lâm Như Phong vệt một thanh cái mũi, tràn đầy lòng chua xót nước mắt. U Vạn Sơn khẽ gật đầu, không nghĩ tới còn có so với hắn U Minh Cốc thảm hại hơn gia tộc. Ai, các ngươi cùng chúng ta Dược Vương Điện so ra, đều không tính là gì. Đột nhiên, Nghiêm Bá Công khoát khoát tay, dài ra ngụm chọc khí, dường như lực khí toàn thân đều không một dạng, phải đi các ngươi chỗ đó, còn tính là cá nhân. Đến lão phu chỗ đó tuyên chỉ, quả thực cũng là cái xúc sinh. Lão phu Dược Vương Điện hoàn toàn hủy không nói, liền tất cả đan dược dược tài đều bị gặm sạch sẽ. Cái gì, liền dược tài đều ăn, chẳng lẽ là... Nghiêm Bá Công còn chưa nói xong, hai người đã là kêu lên sợ hãi, ánh mắt lộ ra trước đó chưa từng có vẻ sợ hãi. Tiếp lấy thở dài, cùng nhau gật đầu, Nghiêm Điện Chủ, quả nhiên ba nhà chúng ta bên trong, thuộc ngươi thảm nhất. Bất quá hoàng đế lần này thế mà đem cái kia vô pháp vô thiên tiểu quái vật đều phóng xuất, xem ra là thật tức giận a. Nghiêm Bá Công liên tục gật đầu, ai nói không phải đâu. Nói xong, ba người lần nữa liếc nhau, tiếp lấy trong phòng nhỏ chính là truyền ra không gián đoạn ai thán thanh âm, điều này không khỏi làm ngoài cửa những cái kia không rõ chân tướng thị vệ một trận mơ hồ. Cái này Ngự Hạ Thất gia gia chủ đến hoàng thành, lần nào không phải vênh váo tự đắc. Làm sao lần này từng cái cùng chuẩn bị lên pháp trường tử hình phạm nhân một dạng, tất cả đều là mặt khổ qua, trừ ai thán âm thanh, thì lại nghe không được khác thanh âm. Ba vị gia chủ, bệ hạ tuyên triệu, khổ đợi sau ba canh giờ, rốt cục có một vị thị vệ đi tới nơi này chỗ vắng vẻ phòng nhỏ trước, hướng bên trong ba người cung kính nói. U Vạn Sơn ba người liếc nhìn nhau, lần nữa thở dài, như là muốn lên pháp trường giống như, kiên trì ra phòng nhỏ. Theo thị vệ kia tốc độ, dập khuôn từng bước theo sát. Bất quá một trận công phu, liền tới đến Kim Loan Bảo Điện ngoài cửa lớn. Thị vệ hướng bọn họ cúi người hành lễ, làm cái mời thủ thế, ba người liền thở sâu, chuyển lấy phí thời gian tốc độ đi vào. Mà vừa vào đại điện, liền chính gặp Hoàng đế uy nghiêm ngồi tại ngai vàng trung ương, bên cạnh là Hắc Bạch Kỳ Thánh, Tư Mã Huy. Ra tay đứng đấy một vị thân hình vĩ ngạn bóng người. Chính là đế quốc binh mã đại nguyên soái Độc Cô Chiến Thiên. Ba người lần nữa lẫn nhau nhìn xem, kìm lòng không đặng nuốt ngụm nước bọt, luôn có loại tam đường hội thẩm cảm giác, trong lòng bất giác càng căng thẳng hơn lên. U Minh Cốc Cốc Chủ, U Vạn Sơn, Dược Vương Điện Điện Chủ, Nghiêm Bá Công, Khoái Hoạt Lâm Gia Chủ, Lâm Như Phong. Tham kiến bệ hạ, ba người cùng nhau khom người, tất cung tất kính đạo, không có chút nào trước kia khí thế. Hoàng đế khẽ gật đầu, trong mắt mang theo một tia thắng lợi giống như ý cười, thản nhiên nói, ba vị gia chủ, cũng biết chấm chịu các ngươi đến, vì chuyện gì. Ây, ba người bất giác cùng nhau trệ trệ, tiếp lấy đúng là không hẹn mà cùng dao động cái đầu, giả vờ ngây ngốc nói, khởi bẩm bệ hạ, chúng ta không biết. Đụng, một tiếng thanh thúy âm thanh vang lên, ba đạo ngọc giản nhất thời ném tới trước mặt bọn hắn, hoàng đế tiếng cười lạnh nói, hừ, các ngươi không biết. Cái này ba đạo ngọc giản các ngươi nhưng là nhận biết. Lần nữa khó khăn nuốt ngụm nước bọt, ba người chán đã là chảy ra mồ hôi lạnh, co rúm lại lấy gật gật đầu, xem như ngầm thừa nhận. Đã như vậy, vậy các ngươi liền nói một chút a, vì sao công nhiên kháng chỉ, mạnh mẽ xông tới chấm vạch ra cấm địa. Thì coi như các ngươi là khai quốc công thần, Ngự Hạ Thất gia, cũng không có dạng này quyền lực đi. Đụng một tiếng. Hoàng đế vỗ long ỷ, uy nghiêm địa nộ hô lên âm thanh. Ba người không khỏi giật mình, vội vàng quỳ rạp trên đất,
cầu xin, bệ hạ thứ tội. Lần đầu tiên, đây chính là Ngự Hạ Thất Gia gia chủ, lần thứ nhất cho hắn vị hoàng đế này quỳ xuống. Hoàng đế mi đầu hơi hơi nhíu nhíu, trong lòng đúng là bất giác phát lên xưa nay chưa từng có thoải mái cảm giác, dường như lại trở lại lần đầu đăng cơ, bách quan trầu mừng tình cảnh. Thậm chí, so với khi đó tôn vinh, hiện tại hắn càng thêm kích động. Từng có lúc, Thiên Vũ đế quốc trải qua đại quân vương, cái nào có thể có được cùng hoàng thất cân bằng Ngự Hạ Thất Gia gia chủ quỳ xuống. Đoán chừng trừ ra nước đế vương bên ngoài, hắn cũng là phần độc nhất đi. Phần này tôn sùng, trong nháy mắt để hắn vượt qua Thiên Vũ các đời tất cả đế vương, cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Bất quá, hắn lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể chôn dưới đáy lòng, bằng không ba tên này lại cái kia được đà lấn tới. Sau đó, hoàng đế mặt không đổi sắc, vẫn như cũ một bộ lạnh lùng khuôn mặt, nhưng là lời nói lại là nhu hòa một số, các ngươi chính là công thần về sau, trung tâm vì nước, nghĩ đến không biết vô duyên vô cớ làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Nếu là bên trong có khác kỳ quặc, đều có thể nói đi, chấm tự sẽ khoan dung các ngươi vô tâm chi thất. Lời vừa nói ra, ba người bất giác hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ hoàng đế này để bọn hắn tìm lý do thoát thân, cũng để cho mình xuống đài. Cái kia như vậy cũng tốt nói lý lẽ từ, không phải liền là vì cái kia Trác Phàm a. Chỉ cần đem tiểu tử kia giết chết, Lạc gia cùng Phong Lâm thành như thế nào cũng không đáng kể. Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn nói chuyện, một bên Độc Cô Chiến Thiên đã hét lớn lên tiếng, nói, đến tột cùng làm ai sai khiến ngươi nhóm. Thân thể lạnh không khỏi lắc một cái, ba người nhanh đến miệng lời nói lại nuốt trở về, ngẩng đầu nhìn lén hoàng đế liếc một chút. Chỉ thấy hắn sắc mặt bình tĩnh, trong hai mắt không có một tia gợn sóng. Đây cũng chính là nói, Độc Cô Chiến Thiên nói tới lời nói, cũng là hoàng đế trong lòng chi ngôn. Chỉ là hắn không tiện nói ra miệng, để Độc Cô Chiến Thiên làm thay thôi. Mà trong này ý tứ vô cùng rõ ràng, hoàng đế không cần biết bọn họ vì sao muốn xông Phong Lâm thành, chỉ cần biết rằng bọn họ là phụng người nào chi mệnh xông vào liền đầy đủ. Rất rõ ràng. Hoàng đế lần này là muốn cầm đế vương môn khai đao, mà bọn họ, cũng là đặc biệt nhằm vào đế vương môn một con cờ thôi. Trong chốc lát, ba người mồ hôi lạnh trên trán càng là như là thác nước rơi xuống. Hoàng đế cái này nuôi nhốt ở trong thâm cung nhiều năm lão hổ, rốt cục muốn xuất cung cắn người. Nhưng là mấu chốt là, đế vương môn cái này mãnh hổ, cũng không phải dễ trêu a. Bọn họ ba nhà, kẹp ở đế vương môn cùng hoàng thất quyền lực đấu tranh ở giữa. Chỉ có thể là vật hy sinh. Hắn nãi nãi, bọn họ làm sao lại đần độn u mê đi đến tình cảnh như thế này. Nếu là lúc trước không có nghe đế vương môn lời nói, đi vây công Phong Lâm thành, hoàng thất tìm không thấy cớ, cũng không làm gì được bọn họ. Nhưng là hiện tại bọn hắn không đem đế vương môn khai ra đến, hoàng đế lại vừa vặn bắt bọn hắn khai đao. Nhưng muốn là khai ra đến, đế vương môn sẽ bỏ qua bọn họ sao? Ai? Dù sao là cái chết. Trong lòng ba người hối hận vạn phần, sắp khóc đi ra, bờ môi một run rẩy lấy, lại là không biết nên mở miệng như thế nào. Nói, đến tột cùng là ai sai xử làm, Độc Cô Chiến Thiên lần nữa hét lớn một tiếng, còn dùng tới thần thức uy áp. Như là dưới tình huống bình thường, lấy ba người thiên huyền đỉnh phong, lập tức liền muốn đột phá thần chiếu cảnh thực lực, tự nhiên có thể đứng vững, nhưng là hiện tại cực độ hoảng sợ phía dưới. Ba người tinh thần vốn là khẩn trương, lần này tâm lý phòng tuyến càng là trong nháy mắt sụp đổ. Cắn chặt hàm răng, cũng lập tức liền muốn buông lỏng. Thế mà, ngay tại lúc này, một tiếng hét dài lại là đột nhiên ở ngoài cửa vang lên. Đế vương môn môn chủ, Hoàng Phủ Thiên Nguyên, Thừa Tướng Gia Cát Trường Phong, cầu kiến bệ hạ. Trong mắt ngăn không được co rụt lại, Hoàng đế cùng bên cạnh hai người liếc nhau, trong mắt đều là lóe qua một tia kinh dị cùng ngưng trọng. Tại trọng yếu như vậy thời khắc, đế vương môn môn chủ đột nhiên đến, khẳng định kẻ đến không thiện. Mấu chốt nhất là, hắn làm sao cùng Gia Cát Trường Phong nhập bọn với nhau. Lần này, nhưng là càng khó làm hơn. Mà U Vạn Sơn ba người nghe đến Hoàng Phủ Thiên Nguyên đến, sắp buông lỏng hàm răng, cũng lập tức đóng chặt lên, thật dài ra một hơi. Còn tốt cái này đế vương môn sợ dẫn lửa thiêu thân, đến đây dựng cứu bọn họ. Không phải vậy tất cả mọi người cùng nhau chơi đùa hết. U Vạn Sơn ba người thở sâu, lẫn nhau nhìn xem, trong lòng bình tĩnh không ít.
Hoàng đế ánh mắt híp lại, trầm ngâm một chút, đạm mạc lên tiếng, tuyên. Cái này con mãnh hổ, rốt cục nhịn không được rời núi. Tư Mã Huy nhìn về phía hoàng đế, thì thào truyền âm, hoàng đế khẽ gật đầu, sắc mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. Đế vương môn môn chủ hoàng phủ Thiên Nguyên, thừa tướng Gia Cát Trường Phong, đế vương môn đại quản gia Lãnh Vô Thường, đế vương môn đại cung phụng hoàng phủ Phong Lôi, tham kiến bệ hạ. Rất nhanh, bốn đạo nhân ảnh liền lên đến điện tới. Trừ hoàng phủ Thiên Nguyên cùng Gia Cát Trường Phong bên ngoài, thế mà còn có hai người, riêng là bên trong một người tóc hoa râm, nhưng thân thể cường tráng lão giả, cho dù là hộ long thần vệ Tư Mã Huy gặp, cũng không nhịn được nheo mắt. Đế vương môn đệ nhất cao thủ, đại cung phụng hoàng phổ Phong Lôi, lão gia hỏa này làm sao cũng tới. Tư Mã Huy ánh mắt hơi hơi suýt lên, tự nhiên có thể đầy đủ nhìn ra lão nhân này đã đạt đến thần chiếu đỉnh phong cảnh giới. Tại tu vi phía trên lại mảy may không tại bọn hắn ngũ đại hộ long thần vệ phía dưới, trong lòng cũng thì càng thêm cảnh giác lên. Mà hoàng phổ Phong Lôi cũng nhìn về phía Tư Mã Huy, khóe miệng lộ ra cái không hiểu ý cười, phảng phất là cười nhạo, lại phảng phất là khiêu khích. Ai ra, ba vị gia chủ, ngự hạ thất gia từ xưa đến nay thì cùng hoàng thất bình khởi bình tọa, các ngươi coi như đối bệ hạ lại kính yêu, cũng không cần quỳ xuống a. Mà lại làm như thế lời nói, sẽ còn để cho người khác coi là, bệ hạ có ý áp chế bảy nhà, phế tổ tông quy củ, bị người chế nhạo, các ngươi cái này ngược lại là hãm bệ hạ vào bất nghĩa a, mau mau xin đứng lên. Tại hướng hoàng đế bái bai về sau, Gia Cát Trường Phong liền lập tức đi vào U Vạn Sơn ba người trước mặt, cười đem bọn hắn nâng đỡ. Hoàng đế trong mắt ngưng tụ, song quyền bất giác chăm chú, hung hăng khẽ cắn môi. Hắn hoàng đế còn không có để bọn hắn lên, Gia Cát Trường Phong thì dám dìu bọn hắn đứng dậy, đây rõ ràng cũng là đi quá giới hạn chi tội. Bất quá Gia Cát Trường Phong nói có lý, hoàng đế cũng chỉ có thể trong lòng tức giận, lại không phát ra được. Mà lại cứ như vậy. Gia Cát Trường Phong tương đương trong nháy mắt đem hoàng đế khí thế đè xuống, ngược lại là U Vạn Sơn bọn họ, đứng dậy, khí thế cũng sẽ cùng theo tăng trưởng. Riêng là cảm giác sau lưng có đế vương môn chỗ dựa, trong lòng hoảng sợ càng là tiêu tán hoàn toàn. Chỉ một thoáng, hoàng đế ba người lúc trước đối U Vạn Sơn bọn người uy áp, triệt để việc công thất bại. Coi như lại uy bức lợi dụ đi xuống, cũng sẽ không có hiệu quả gì. Không hổ là Gia Cát Trường Phong, thật có ngươi. Hoàng đế trong lòng thầm hận, nhưng lại cũng không biểu hiện ra đến, mà chính là nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên Nguyên, cười to lên, ha ha ha. Biểu huynh mấy chục năm không đến Hoàng Thành một lần, lần này đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Khởi bẩm bệ hạ, tại hạ lần này đến đây, là đến lĩnh tội. Hoàng Phủ Thiên Nguyên cúi người hành lễ, thản nhiên nói. Hoàng đế mi đầu nhất động, cùng bên cạnh hai người liếc nhau, trong lòng tràn đầy không hiểu. Nhưng vẫn là đột nhiên bật cười nói, biểu huynh ý này, chấm cái gì không hiểu. Đế vương môn chính là hoàng thất quý thân, mà lại luôn luôn an phận thủ thường, thay hoàng thất đóng giữ tỏa long thành, không biết có gì chịu tội có thể nói. Bệ hạ quá khen, tại hạ sợ hãi. Hoàng phủ Thiên Nguyên lại ôm một cái quyền, trên mặt một mảnh khiêm tốn chi sắc, ngự hạ thất gia, phụ tá hoàng thất ngàn năm, vốn nên là thiên vũ yên ổn làm ra làm gương mẫu. Thế nhưng là bây giờ U Minh Cốc ba nhà cũng dám công nhiên kháng chỉ, xâm chiếm bệ hạ mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ Phong Lâm Thành, gây nên dân gian oán thanh nổi lên bốn phía. Ta đế vương môn chính là bảy nhà đứng đầu, không có đưa đến giám sát chi trách, thực sự có tội. Giác! Hoàng đế xương ngón tay bất giác phát ra thanh thúy tiếng vang, sắc mặt hơi hơi nặng nề. Từ khai quốc đến nay, bảy nhà cùng hoàng thất cân bằng, nhưng giám sát bảy nhà chi trách. Vốn là hoàng thất trách nhiệm. Bây giờ cái này hoàng phủ Thiên Nguyên lại dám ôm lấy cái chức này trách, cái này mẹ hắn căn bản không phải cái gì thỉnh tội, rõ ràng là vượt quá chức phận, làm thay việc của người khác, đến đoạt quyền. Bất quá đế vương môn ngàn năm qua một mực là bảy nhà đứng đầu, hôm nay nói ra lời này, hoàng đế lại không cách nào cãi lại, chỉ có thể ở trong lòng sinh ám khí. Biểu huynh lời ấy thực sự quá, U Minh Cốc ba nhà chịu tội. Làm sao có thể từ biểu huynh đến gánh chịu? Hoàng đế lạnh lùng nói. Đúng vậy a, hoàng phủ môn chủ, tuy nhiên đế vương môn là bảy nhà đứng đầu, lẽ ra nên gánh trách. Bất quá nếu là ngài đem tất cả sai lầm đều cõng đến trên người mình, lại là quá trách móc nặng nề chính ngài. Huống hồ,
U Cốc chủ ba nhà cũng chưa chắc có tội lớn như vậy, cần ngài đến thay bọn họ gánh chịu. Lúc này, Gia Cát Trường Phong mỉm cười, nhếch miệng lên, lộ ra cái tà dị đường cong, giống như có thâm ý xem hoàng đế liếc một chút. Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, hoàng đế cười lạnh nói, thừa tướng lời ấy ý gì, chẳng lẽ là trẫm sai sao? Không không không, bệ hạ đương nhiên sẽ không sai, chỉ bất quá, là chuyện bé xé ra to mà thôi. Gia Cát Trường Phong khinh miệt tiếng nói vang vọng tại tất cả mọi người mà thôi trước, hoàng đế bỗng nhiên bóp quyền, trong mắt như muốn phun ra lửa. Gia Cát Trường Phong, chẳng lẽ chiếu ngươi ý tứ nói, công nhiên chống lại thánh chỉ là kiện việc nhỏ. Độc Cô Chiến Thiên lạnh lùng nhìn lấy Gia Cát Trường Phong, giọng nói như chuông đồng lớn tiếng chất vấn, như người người đều nghĩ như vậy, làm như thế, cái kia sau hoàng thất uy nghiêm ở đâu. Cười nhẹ khoát khoát tay. Gia Cát Trường Phong khẽ lắc đầu, cười nói, lão nguyên soái bất giận, tại hạ cũng không ý này. Chống lại thánh chỉ, tự nhiên là đại tội, bất quá nếu là đế vương vô đạo, tùy hứng làm bậy. Ngươi nói cái gì? Độc Cô Chiến Thiên vừa trừng mắt, giống to lên tiếng. Gia Cát Trường Phong vội vàng khoát khoát tay, cười làm lành nói, ha ha ha, lão nguyên soái không cần thiết tức giận, tại hạ cũng không phải là chỉ bệ hạ. Chỉ là có đạo tri quân. Tự nhiên hợp lý, sắp phía dưới tội trước đó, cũng làm hỏi rõ nguyên do. Bệ hạ chính là đương đại minh quân, càng nên như thế, không phải sao. Trong lòng cùng nhau run lên, hoàng đế sắc mặt hơi hơi nặng nề. Tính cả Tư Mã Huy cùng Độc Cô Chiến Thiên trong lòng, cũng âm thầm lạnh hừ một tiếng. Bọn họ vừa mới đe dọa U Vạn Sơn ba người, vốn là cực lực tránh đi cái này trung nguyên tử, chỉ là muốn cầm xuống hướng đế vương môn xuất thủ tay cầm liền đầy đủ. Nhưng là bây giờ, Gia Cát Trường Phong lại là dẫn xuất việc này, hoàng đế liền không thể không đối mặt. Hơi hơi gật gật đầu, hoàng đế xem như cho phép, để bọn hắn nói ra nguyên do. Lần này, U Vạn Sơn bọn người sống lưng xem như triệt để thẳng tắp, liền ôm quyền nói, khởi bẩm bệ hạ, việc này đều do cái kia Phong Lâm Thành Lạc gia đại quản gia, Trác Phàm mà lên. Đón lấy, U Vạn Sơn liền đem Trác Phàm việc ác, một năm một mười bẩm báo. Hoàng đế lẳng lặng mà ngồi ở trên hoàng vị, trên mặt không có chút nào ba động. Trác Phàm sở tác sở vi, hắn đã sớm biết, còn cần đến ngươi đến cáo. Chỉ là hắn tùy ý Trác Phàm đi náo, không thêm ngăn cản thôi. Hiện tại, hắn nhưng lại không thể không đối mặt cái này hắn cực lực muốn đè xuống vấn đề. Chờ U Vạn Sơn sau khi nói xong, Hoàng Phủ Thiên Nguyên liền ôm quyền nói, bệ hạ, tiểu tặc này việc ác từng đống. Công nhiên khiêu khích bảy nhà uy nghiêm, chính là khiêu khích hoàng gia uy nghiêm, mời bệ hạ làm chủ, buông ra Phong Lâm Thành cấm chế, để cho chúng ta có thể đem này ác tặc giải quyết tại chỗ, lấy chính bệ hạ công chính chi tâm. Lần này, ngược lại để hoàng đế khó làm, chẳng những không có có thể mượn U Minh Cốc ba nhà vặn ngã đế vương môn, ngược lại để đế vương môn có cơ hội đối Lạc gia ra tay, xấu hắn chỉnh bàn bố cục. Cộc cộc cộc, hoàng đế tại trên long ỷ nhẹ nhàng đánh lấy. Trong mắt tinh quang trong vắt, phảng phất tại suy nghĩ lấy cái gì. Thật lâu, mới đạm mạc lên tiếng, Phong Lâm Thành 3 năm trước đây bởi vì Tiềm Long Các cùng U Minh Cốc hai nhà ân oán, huyên náo dân chúng lầm than, tiếng oán than dậy đất. Trẫm lòng sinh áy náy, mới đưa chỗ đó chia làm cấm địa, để tránh bách tính lại gặp quấy rối. Bây giờ như bởi vì một người chi thất, liền làm chỗ đó lại gặp đồ thán, trẫm tâm khó có thể bình an. Mọi người nghe xong. Giống như hồ dĩ nhiên minh bạch hoàng đế ý tứ, nhưng là dường như cũng đoán nghĩ đến cái gì, khóe miệng vẽ lên cái hài lòng đường cong. Quả nhiên, hoàng đế đến tiếp xuống sâu xa nói, tính toán, chấm tạm thời đọc các ngươi vi phạm lần đầu, không cho truy cứu. Bất quá cái kia Phong Lâm Thành cắt không thể lại đi quấy rầy, nếu là muốn cầm tiểu tặc kia, chờ hắn đi ra, từ được các ngươi chính là. Bệ hạ cảm giác niệm thương sinh chi tâm, chúng ta kính nể, thiên hạ thật là may mắn. Hoàng Phủ Thiên Nguyên bọn người lần nữa liền ôm quyền, cung kính nói, nhưng là khóe miệng lại vạch ra một đạo khinh thường nụ cười. Cái này vô hình nhất chiến, hoàng đế cùng đế vương môn đọ sức, hoàng đế xem như đại bại mà về. Chẳng những không thể cầm xuống đế vương môn, mà ngay cả U Minh Cốc ba nhà cũng bắt không được đến, ghê tởm nhất là, liền Phong Lâm Thành con cờ này cũng vô pháp bảo trì, thậm chí kém chút vứt bỏ. Long nhan đại mất, thành vì tất cả người cười chui. Đa tạ bệ hạ.
U Vạn Sơn ba người hướng hoàng đế cúi người hành lễ về sau, lại chuyển hướng hoàng phủ Thiên Nguyên thi lễ, đa tạ hoàng phủ môn chủ. Hoàng đế thân thể run run, cuống họng không biết có cái gì kẹp lại giống như, muốn ói nhả không ra, muốn nuốt nuốt không trôi, chỉ có một đôi phẫn nộ song đồng, chăm chú nhìn bọn họ. Bất quá hoàng phủ Thiên Nguyên dường như không nhìn thấy, khẽ khom người, cười nói, bệ hạ nâng đỡ, khoan dung chúng ta chi tội. Chúng ta vô cùng cảm kích, như vậy cáo từ. Thoại âm rơi xuống, đúng là không có đạt được hoàng đế cho phép tình huống dưới, mang người xoay người rời đi, rõ ràng cũng là không có đem hoàng đế để vào mắt. Hoàng đế chỉ là tức giận nhìn lấy hắn, lại một câu đều nói không nên lời. Chờ một chút. Đột nhiên, hét lớn một tiếng vang lên, chúng người thân thể trì trệ, nghiêng đầu lại, đã thấy Hắc Bạch Kỳ Thánh hướng về phía trước đạp mạnh một bước, hai mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đế vương môn đại cung Phụng Hoàng Phổ Phong Lôi nói, Hoàng Phổ tiên sinh nhiều năm không thấy, cùng tại hạ đánh cờ một ván như thế nào. Vừa dứt lời, không chờ đối phương đáp lời, Tư Mã Huy đã là một con cờ hướng Hoàng Phổ Phong Lôi đạn bắn xuyên qua. Chỉ một thoáng, một cỗ uy áp trong nháy mắt áp hướng tại chỗ tất cả mọi người. U Vạn Sơn cùng Hoàng Phủ Thiên Nguyên mấy người cũng xem như thiên huyền đỉnh phong cao thủ, nhưng là tại cái này một khỏa nho nhỏ quân cờ trước mặt, lại giống như một tòa cao trăm trượng núi đè xuống đồng dạng, trong nháy mắt khí tức trì trệ, nhịn không được liên tục hướng về sau mãnh liệt lui, trên mặt càng là hoảng sợ thất sắc. Hộ Long thần vệ Tư Mã Huy, bắn ra chi lực thế mà đều uy lực như thế, thật là đáng sợ. Thế nhưng là ngay tại lúc này, Hoàng Phổ Phong Lôi lại là dưới chân một chuyển, cản tại mọi người trước người, không hề sợ hãi. Nhẹ nhàng duỗi ra hai cái đầu ngón tay, phốc một tiếng, liền đem viên kia bay tới quân cờ nhẹ nhõm kẹp lấy. Một mực đem mọi người làm cho thở không nổi uy áp, cũng trong nháy mắt không thấy. Trong mắt nhịn không được ngưng tụ, Tư Mã Huy hiển nhiên không nghĩ tới Hoàng Phổ Phong Lôi thực lực lại nhưng đã mạnh tới mức này, mảy may không kém hắn. Thế mà dễ dàng như thế liền đem hắn quân cờ kẹp lấy. Khóe miệng lộ ra cái khinh miệt đường cong, Hoàng Phổ Phong Lôi nhìn về phía Tư Mã Huy, thản nhiên nói, Tư Mã tiên sinh tài đánh cờ tinh xảo, có kỳ thánh danh xưng, cái nào là lão phu một giới võ phu có thể so sánh với. Cùng tiên sinh đánh cờ, thực sự tự lấy nhục, lão phu thì không hiến cái này xấu. Nói, Hoàng Phổ Phong Lôi khẽ cười một tiếng, đồng dạng gảy ngón tay một cái. Đem cái viên kia quân cờ y nguyên không thay đổi đạn hồi. Bỗng nhiên, một cỗ so lúc trước còn cường hãn hơn uy áp hướng Tư Mã Huy cùng hoàng đế bên này phương hướng đè xuống. Trong mắt nhịn không được co rụt lại, Tư Mã Huy vội vàng tiến về phía trước một bước, ngăn tại hoàng đế trước người, hai ngón tay đều xuất hiện, đem cái kia quân cờ kẹp lấy. Nhưng là cường đại xung lực, vẫn là để hắn nhịn không được lui lại một bước. Một mặt hoảng sợ nhìn về phía Hoàng Phổ Phong Lôi, Tư Mã Huy cả kinh nói, mấy chục năm không thấy, Hoàng Phổ tiên sinh thực lực, thật sự là đột nhiên tăng mạnh a. Chỉ sợ lúc này, lão phu cùng tiên sinh giao thủ, cũng không có nắm chắc tất thắng. Chỗ nào, Tư Mã tiên sinh thiên phú dị bẩm, cái nào là lão phu đi tới. Chỉ bất quá, tại Tư Mã tiên sinh xa vào kỳ đạo thời điểm, lão phu một mực tại gấp rút tu luyện a. Không khỏi suy cười một tiếng. Hoàng Phổ Phong Lôi quay đầu nhìn Hoàng Phủ Thiên Nguyên một đoàn người liếc một chút, khẽ gật đầu. Mọi người liền cùng nhau cười lạnh, rời đi cái này biểu tượng hoàng gia tối cao quyền lực Kim Loan Đại Điện. Mà nhìn lấy bọn hắn bóng lưng dần dần biến mất, Tư Mã Huy cái trán bất giác chảy ra một tia tinh mịn mồ hôi. Quay đầu lại nhìn lui lại một bước kia, dưới chân đã ấn lên một cái thật sâu dấu chân. Có thể làm cho hắn cái này hộ long thần vệ không thể không tại trên mặt đất lưu lại dấu chân. Có thể thấy được vừa mới cái kia Hoàng Phổ Phong Lôi bắn ra chi uy, khủng bố cỡ nào. Đụng. Hoàng đế đột nhiên đứng dậy, vung tay áo đem bên cạnh một chiếc hoàng kim chế nến đánh té xuống đất, giận mắng lên tiếng, đám này loạn thần tặc tử, quả thực buồn cười. Dám tại chấm trên triều đình, bước chấm đi vào khuôn khổ. Bệ hạ bớt giận. Tư Mã Huy vội vàng cúi đầu, khuyên nhủ, vừa mới có ra Cát Trường Phong tại chỗ, người này có tài hùng biện. Luận để ý đến chúng ta nói không lại hắn. Cho nên tại hạ vừa mới hướng Hoàng Phổ Phong Lôi xuất thủ, muốn ép một chút bọn họ khí thế. Nhưng là chưa từng nghĩ, Hoàng Phổ Phong Lôi thực lực vậy mà cường hãn đến tận đây, ngược lại mất bệ hạ uy nghiêm. Ai, đây là tại hạ chi sai, mời bệ hạ thứ tội.
Hoàng đế không nói gì, chỉ là một đôi âm độc trong đôi mắt, lóe thâm thúy ánh sáng. Độc Cô Chiến Thiên vuốt vuốt chòm râu, mặt sắc mặt ngưng trọng, thở dài, chỉ là lần này chúng ta nguyên kế hoạch là mượn U Minh Cốc ba nhà, đả kích đế vương môn khí diễm. Kém nhất, cũng có thể phân hóa bọn họ, làm bọn hắn thiếu cùng đế vương môn tập hợp một chỗ. Nhưng là bây giờ, đế vương môn xuất thủ cứu bọn họ, về sau bọn họ còn không phải càng thêm tụ lại tại đế vương môn bên người. Ai, vất vả nửa ngày, lại vì đế vương môn tụ nhân khí, vì người khác làm áo cưới, thật sự là bồi thường thêm a. Từ đó về sau, đế vương môn có cái kia ba nhà khăng khăng một mực đến theo, thực lực lại tăng mạnh không ít, khó đối phó hơn. Từ Mã Huy khẽ gật đầu, hoàng đế lại là nãy giờ không nói gì, tại tới lui đi dạo, tản bộ, tựa như đang tự hỏi cái gì. Đột nhiên, hoàng đế dưới chân trì trệ, trong mắt tinh quang lóe lên, dường như quyết định cái gì đồng dạng nói, Từ Mã tiên sinh, bách gia tranh minh có phải hay không sắp bắt đầu. Không sai, bệ hạ, đại khái 5 năm sau đi. Từ Mã Huy khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía hoàng đế, cả kinh nói, chẳng lẽ bệ hạ ngài muốn. Khẽ cười một tiếng, hoàng đế bình tĩnh gật đầu, đế vương môn sở dĩ tự xưng là bảy nhà đứng đầu, còn không phải là bởi vì ngàn năm qua, bách gia tranh minh bên trong hắn một mực cầm đệ nhất a. Lần này, hắn nếu là lạc hậu, khí thế nhất định đại giảm. Như vậy cùng hắn cùng một chỗ quấy phá gia tộc, cũng tất nhiên phân tâm, vậy nó thực lực thì nhất định giảm nhiều. Thế nhưng là, đế vương môn ngàn năm qua nhân tài xuất hiện lớp lớp, riêng là lần này. Dường như lại ra cái kinh hãi thế tục quái vật đến. Còn lại 6 nhà tuy nhiên cũng có nhân vật thiên tài, nhưng là cùng người này so sánh, lại là chênh lệch rất xa. Càng có truyền ngôn, người này thiên phú độ cao, thậm chí có hy vọng đột phá thần chiếu cảnh ràng buộc, đạt đến thiên vũ đệ nhất nhân đỉnh phong cấp độ. Không biết thiên hạ này thế hệ trẻ tuổi bên trong, người nào lại là đối thủ của hắn. Từ Mã Huy nhíu chặt lông mày, hoàng đế lại là cười lạnh một tiếng nói. Nói lên quái vật, gần nhất ai có thể so ra mà vượt tiểu quái vật kia càng phách lối. Bệ hạ, ngài là nói. Trác Phàm, Từ Mã Huy cùng Độc Cô Chiến Thiên ánh mắt ngưng tụ, cùng nhau xuất khẩu. Hoàng đế khẽ gật đầu, gian cười ra tiếng, chấm hộ tiểu gia hỏa này cùng Lạc gia thời gian dài như vậy, cũng nên có chút hồi báo. Chỉ cần hắn có thể tại bách gia tranh minh bên trong ngăn chặn đế vương môn, chấm thì thuận thế đem Lạc gia phong vì đời thứ 8 nhà. Quản thúc đế vương môn mở rộng. Từ Mã Huy cùng Độc Cô Chiến Thiên liếc nhau, lại đều là trầm mặc không nói. Tuy nhiên Trác Phàm thật là để bọn hắn vui mừng không thôi, nhưng Lạc gia nhưng bây giờ là căn cơ quá nhỏ bé. Cứ như vậy được phong làm đời thứ 8 nhà, có thể hay không gánh vác được đế vương môn ăn mòn thượng không nói đến, liền sợ nó không cần đế vương môn xuất thủ, thì vài phút bị khác thế gia cho ngầm chiếm, trở thành so hoa vũ lâu yếu hơn Ngự Hạ gia tộc. Thế nhưng là bọn họ tuyệt đối nghĩ không ra là, Trác Phàm đã lấy tay lớn mạnh cái này, không có chút nào căn cơ yếu ớt gia tộc. Một phương diện khác, Gia Cát Trường Phong bọn người ra đến Hoàng Thành, trên mặt đều là treo vẻ khinh miệt. Riêng là U Vạn Sơn ba người, có thể nhìn đến lúc trước còn vinh váo tự đắc hoàng đế bị phủ đầu dội một mặt nước lạnh phiền muộn dạng, càng là hưng phấn không hiểu. Đồng thời, cùng hoàng đế bọn họ sở liệu đồng dạng. Ba người này đối đế vương môn riêng là Hoàng Phổ Phong Lôi càng thêm sùng kính. Nãi nãi, làm cho hộ long thần vệ ăn quả đắng, cái này tại toàn bộ thiên vũ có thể có mấy người a? Gia Cát thừa tướng, lần này nhờ có ngài giúp đỡ, bản môn chủ ở đây cảm ơn. Hoàng Phủ Thiên Nguyên hướng Gia Cát Trường Phong liền ôm quyền, hơi hơi thi lễ. Gia Cát Trường Phong nhạt cười một tiếng, khoát khoát tay. Nhìn về phía cho tới nay giữ im lặng lãnh vô thường nói, ha ha ha. Ngươi không cần cảm ơn ta, cái này không đều tại ngài đại quản gia, lãnh tiên sinh trong dữ liệu sao? Gia Cát Trường Phong giống như có thâm ý cười cười, không lại nói đi xuống, chỉ là trực tiếp rời đi. Cách đó không xa, Âm Dương Song lão chờ lấy hắn đến, theo sát ở bên. U Vạn Sơn bọn người còn có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng lãnh vô thường sắc mặt đã là ngăn không được biến biến. Cùng Hoàng Phủ Thiên Nguyên liếc nhau về sau, đều là lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Không sai, cái này tất cả mọi thứ đều tại lãnh vô thường trong tính toán, bao quát U Vạn Sơn bọn người sẽ bị Hoàng đế để mắt tới, đồng thời chết cắn không thả. Mà hắn làm như thế, cũng là tại thời khắc mấu chốt, cứu cái này ba nhà nhất mệnh,
để bọn hắn khăng khăng một mực đầu nhập vào đế vương môn. Vốn là, đây là chỉ có hắn cùng môn chủ Hoàng Phủ Thiên Nguyên mới biết được kế hoạch. Nhưng là Gia Cát Trường Phong, lại dường như liếc một chút thì xem thấu hết thảy. Xa nhìn Gia Cát Trường Phong biến mất bóng lưng, Lãnh Vô Thường cùng Hoàng Phủ Thiên Nguyên lại lẫn nhau nhìn xem về sau, sau lưng đều không hiểu có cố ý lạnh phát lên. Cái này thừa tướng Gia Cát Trường Phong khó trách có thể trở thành tứ trụ đứng đầu, thật là một cái nhân vật đáng sợ. Cùng một thời gian, Gia Cát Trường Phong khoan thai dậm chân tại đường nhỏ ở giữa, khóe miệng lộ ra không hiểu ý cười. Thừa tướng hôm nay tựa hồ tâm tình không tệ a. Lão nhân tóc trắng nhìn lấy Gia Cát Trường Phong, cười nói. Gia Cát Trường Phong khẽ gật đầu, cười khẽ một tiếng, hôm nay nhìn đến một đám ngu ngốc, cho là mình thắng. Nhưng là, ha ha ha, hai người một mặt không hiểu, trong mắt tản ra mê vẻ nghi hoặc. Gia Cát Trường Phong cũng không nói rõ, chỉ là sâu xa nói, thiên hạ này tính toán hơn 1000 năm, không phải là không có đạo lý. Liền người đánh cờ tâm đều nhìn không thấu, còn dám đi tính toán. Thần toán tử, không gì hơn cái này, ha ha ha. Phong Lâm Thành Hắc Phong Sơn, bốn bóng người từ trên trời giáng xuống, chính là Trác Phàm bốn người trở về. Nhìn lấy khí thế kia rồi rào bốn cái cấp 5 đại trận, Cửu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến hai người cùng Lệ Kinh Thiên lúc mới tới một dạng, đều lộ ra vẻ kinh dị. Cái này Lạc gia đủ nhiêu bức, lại có như thế quy mô, khó trách liền cái quản gia đều như thế thần thông quảng đại, thủ đoạn quỷ dị, chỉ là nguyên lai làm sao chưa từng nghe nói. Hai người liếc nhìn nhau, trong lòng không hiểu. Trác Phàm biết trong lòng bọn họ suy nghĩ, nhưng cũng không nói rõ, chỉ là thủ quyết biến đổi, pha trộn ánh sáng trung ương, nhất thời mở ra một cái lối đi. Trác Phàm dẫn trước tiến vào, còn lại người chờ cũng vội vàng đuổi theo. Chờ trở lại Lạc gia, Trác Phàm lập tức triệu tập tất cả cao tầng, giới thiệu hai vị tân trưởng lão đến. Mà nhìn đến thực lực này thấp giống như con kiến. Thậm chí trong mắt bọn hắn đều không đủ trình độ một đầu ngón tay nghiền chết, cái gọi là Lạc gia cao tầng. Cửu Viêm Hải hai người đồng dạng cùng lúc trước Lệ Kinh Thiên bọn họ đồng dạng, trong lòng không khỏi tràn ngập thất lạc. Thế nhưng là, khác biệt là, bọn họ dù sao nhận qua Trác Phàm tàn khốc đối đãi, coi như tâm lý khó chịu, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Mãi đến sau cùng, Trác Phàm hướng bọn họ giới thiệu đại tiểu thư Lạc Vân Thường lúc, hai người mới lại ánh mắt sáng lên. Nhớ tới lúc trước Lệ Kinh Thiên đối bọn hắn nói tới chi ngôn, lập tức hướng Lạc Vân Thường cung kính thi lễ, Tuyết Thanh Kiến càng là ôm lấy Lạc Vân Thường đầu vai, một trận tán thưởng, đại tiểu thư này trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, quả thực như tiên nữ hạ phàm đồng dạng, thật không biết ngày sau muốn tiện nghi cái nào tên tiểu tử thúi, ôi ôi ôi. Lạc Vân Thường gương mặt một đỏ, vội vàng khiêm cung bái bai, thẳng lắc đầu, nhưng trong lòng lại là ngọt ngào, còn nhìn trộm liếc Trác Phàm liếc một chút. Đồng thời, đối cái này hai vị trưởng lão hình ảnh phá lệ tốt. Đồng dạng là thần chiếu cao thủ, hai cái vị này lại hết sức bình dị gần gũi, không có loại kia vênh váo tự đắc cảm giác. Thế nhưng là nàng tuyệt đối nghĩ không ra là, cái này hoàn toàn là trước đó Trác Phàm điều giáo qua quan hệ. Bất quá dù vậy, Trác Phàm mi đầu cũng nhẹ nhàng nhăn lại đến, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hai người này dù nói thế nào cũng là Quát Tháo Thiên Vũ đại ma đầu. Tuyệt không phải khúm núm nịnh bợ thế hệ, làm sao lại vô duyên vô cớ nịnh nọt Lạc Vân Thường nha đầu này đâu. Quay đầu nhìn một chút Lệ Kinh Thiên vội vàng vội ho một tiếng, nghiêng đầu đi, làm cái gì cũng không biết. Tốt, đã mọi người đã biết rõ hơn biết, người khác thì tất cả đi xuống đi. Vỗ vỗ tay, Trác Phàm để còn lại người các ti vị, chỉ để lại Lệ Kinh Thiên, Nghiêm Tùng, Cửu Viêm Hải, Tuyết Thanh Kiến cùng đại tiểu thư Lạc Vân Thường 5 người. Đón lấy, lại quét mắt một vòng Cửu Viêm Hải hai người nói, từ hôm nay trở đi, hai vị liền giúp ta thủ phương Nam Hắc Viêm trận cùng phương Bắc Băng Ảnh trận, trận quyết ta về sau hội truyền cho các ngươi. Các ngươi tính cả Nghiêm lão, Lệ lão nhị người, đem bốn cái đại trận liền cùng một chỗ, kêu gọi kết nối với nhau, tất thành ta Lạc gia không phá chi địa. Vâng, Cửu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến liền ôm quyền, cung kính nói. Lạc Vân Thường thì là một mặt vẻ hưng phấn. Lần này bốn cái đại trận có bốn tên cao thủ trợ trận, thật thành giang sơn như thùng sắt. Coi như Ngự Hạ Thất gia công tới, nàng cũng lại không lo lắng. Mặt khác, nói, Trác Phàm trong tay ánh sáng lấp lóe, lại lấy ra một cái ngọc giản đến,
đưa lên, các ngươi như là đã trở thành ta Lạc gia trưởng lão, ta cái này đại quản gia tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Nơi này là một bộ hợp thể bí thuật, sinh tử quyết, ta cảm thấy man thích hợp các ngươi. Cửu Viêm Hải đem ngọc giản tiếp nhận, cùng Tuyết Thanh Kiến liếc nhau, hai người đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc. Hoàn toàn minh bạch trong lòng bọn họ suy nghĩ, Trác Phàm cười nói, đây cũng không phải là công pháp gì vũ kỹ, chỉ là một bộ có thể đem bọn ngươi thực lực bây giờ, không hạn chế đề cao thủ đoạn. Hai người giật mình, tựa hồ còn có chút không hiểu, Trác Phàm nói tiếp, cái gọi là sinh tử quyết, chính là tới lui tại thời khắc sinh tử pháp môn. Thông qua hai loại tương khắc lực lượng va chạm, sinh ra hủy thiên diệt địa uy năng. Bất quá cỗ này uy năng một khi khống chế không tốt, vậy liền hội tự chịu diệt vong. Cho nên bộ này bí quyết, cũng được xưng là tìm đường chết bí quyết. Vậy ngươi còn để bọn hắn luyện, quá nguy hiểm, Lạc Vân Thường nhìn hai người liếc một chút, tựa hồ tương đương quan tâm, lập tức mở miệng ngăn cản nói. Cửu Viêm Hải hai người gặp, không khỏi cảm động ào ào. Lệ Kinh Thiên lão quỷ kia quả nhiên không có lừa gạt chúng ta, cùng đại tiểu thư này tạo mối quan hệ thực sự quá có cần phải, thời khắc mấu chốt thì cho nói tốt ra. Thế nhưng là Trác Phàm lại là cười lắc đầu, đại tiểu thư chớ lo, như là người khác luyện này bí thuật, chắc chắn sẽ bị chết rất thảm. Bất quá ta nhìn qua hai vị trưởng lão thủy hỏa tương tể chi thuật, thật sự là phối hợp đến không chê vào đâu được. Điều này nói rõ, hai người bọn họ sớm đã tâm linh tương thông, đối lẫn nhau giải thông thấu, chỉ sợ so với chính mình còn giải chính mình. Như thế lời nói, hai người tuy nhiên thuộc tính tương khắc, nhưng là thủy hỏa tương xung sinh ra cái kia cỗ uy năng, nhất định có thể khống chế tốt. Tối thiểu có ngũ thành cơ hội, bọn họ sẽ thành công. Ngũ thành, không khỏi giật nảy cả mình, hai người trong lòng tâm thần bất định, Lạc Vân Thường cũng là khẩn trương nói, ngũ thành tỷ lệ, cũng quá thiếu đi. Chậm rãi lắc đầu, Trác Phàm thản nhiên nói, cầu phú quý trong nguy hiểm, càng nguy hiểm sự tình, hồi báo càng lớn. Hai vị đều là quát tháo thiên vũ mấy chục năm kiêu hùng, đạo lý này không cần ta tới nói đi. Hơn nữa còn có một chút ta có thể cam đoan, này thuật uy năng vô biên vô hạn. Các ngươi có thể trưởng khống mạnh cỡ nào uy năng, liền mạnh bao nhiêu thực lực. Cho dù ngày sau, hai người hợp lực, đâm liền ngũ đại hộ long thần vệ, cũng không phải là không thể được. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, mọi người bất giác hít sâu một hơi, trong lòng kinh hãi. Hoàng thất hộ long thần vệ, chính là thiên vũ chiến lực mạnh nhất. Coi như cùng bọn hắn một dạng, đều là thần chiếu đỉnh phong, gặp phải một cái cũng rất khó đối phó, chớ nói chi là năm cái. Thế nhưng là Trác Phàm nói với đến không hư thoại, hắn đã dám dạng này hứa hẹn, như vậy nhất định có cơ hội này. Trong lúc nhất thời, Lệ Kinh Thiên nhìn về phía ngọc giản kia song đồng, cũng nổi lên nhiệt mang, võ si tính tình lại phạm ách, bằng không. Để lão phu đến luyện một chút. Lệ lão quỷ, đây là Trác quản gia cho chúng ta, người thiếu có ý đồ với nó. Cửu Viêm Hải nhất hộ ngọc giản kia, cùng Tuyết Thanh Kiến cùng chung mối thù nhìn về phía Lệ Kinh Thiên, trong mắt tràn ngập vẻ cảnh giác. Hai người bọn họ tuy nhiên yêu nhau, nhưng là chìm đắm võ đạo nhiều năm, đối thực lực tự nhiên cũng có chấp nhất. Bây giờ nghe đến cái này sinh tử quyết hồi báo to lớn như thế, đừng nói là ngũ thành tỷ lệ, liền xem như ba phần, bọn họ cũng muốn thử một lần. Nếu là không có dạng này dũng khí, bọn họ lại làm sao có thể một đường tu luyện, đạt đến thần chiếu ngũ trọng cảnh giới. Bất quá, Lệ Kinh Thiên hai mắt lại từ đầu đến cuối không có rời đi ngọc giản kia một bước, tựa hồ nhất định phải được. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài, Lệ lão, pháp môn này không thích hợp ngươi. Nếu là ngươi luyện lời nói, không chút khách khí nói, chết chắc. Nói gì vậy, luận tư chất, luận thiên phú, luận thực lực, ta so với bọn hắn còn mạnh hơn nhiều. Lệ Kinh Thiên không phục mà nói. Trác Phàm từ chối cho ý kiến nhún nhún vai, nhìn về phía hai người kia. Mà Cửu Viêm Hải bọn họ cũng không kịp chờ đợi bắt đầu xem ngọc giản lên nội dung, nhưng là một phút sau, hai người lại là tất cả đều ngây người. Gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Lệ Kinh Thiên giật mình, vội vàng nói, thế nào, chẳng lẽ cái này bí thuật pháp quyết tối nghĩa khó hiểu, liền hai người các ngươi đều không giải được, nín thành bộ dáng này. Đến, để lão phu đến xem. Đi, đừng thêm phiền, ngươi nhìn căn bản vô dụng. Tuyết Thanh Kiến đỏ mặt hung ác chừng Lệ Kinh Thiên liếc một chút, Cửu Viêm Hải cũng là ngượng ngùng cúi đầu,
xoa xoa tay, hắc hắc hắc. Trác quản gia, ngươi làm sao xuất ra một phần song tu pháp quyết đến đây, quái không có ý tứ. Cái gì, song tu pháp quyết? Lệ Kinh Thiên tròng mắt một lồi, kinh ngạc đến ngây người. Chép miệng một cái, bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không tiếp tục nhìn cái kia đồ chơi. Trác Phàm thì là cười to lên, cười trêu nói, ha ha ha. Cái này sinh tử quyết cần hai người tâm ý tương thông, công pháp tương khắc, mới có thể hiển uy. Nếu là lẫn nhau tâm ý có thể truyền đạt, thì sinh, nếu là thay lòng đổi dạ, lưỡng tâm tách rời, thì chết. Lệ lão, người ta đều là độc lai độc vãng người, phần này pháp quyết quả thực không hợp người ta khẩu vị a. Lệ Kinh Thiên bĩu môi, không nói chuyện có thể giảng. Cửu Viêm Hải cùng Tuyết Thanh Kiến thì là có chút khó khăn, lẫn nhau nhìn xem, hai gò má càng thêm đỏ bừng. Trác quản gia, ngài pháp quyết này, chúng ta cũng tu luyện không? Cửu Viêm Hải xoa xoa bàn tay, ngượng ngập nói, dù sao, ta cùng Tuyết Kiến còn không phu phụ chi thực. Mi đầu bỗng nhiên nhất động, Trác Phàm cả kinh nói, mấy chục năm không có phu thê chi thực, phối hợp lại thế mà đều như thế hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, cái kia có về sau còn phải. Lạc Vân Thường thì là vỗ tay một cái cười nói, vừa vặn chúng ta Lạc gia bao nhiêu năm không có làm việc vui, liền để bản tiểu thư, chọn ngày lành đẹp trời cho hai vị trưởng lão làm đi. Cửu Viêm Hải hai người nghe xong, hai gò má đỏ bừng, lại cũng không phản đối, chỉ là ngại ngùng cúi đầu. Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, lại là quát to, chọn cái gì ngày, làm việc vui gì, tất cả đều là phong cách tầm thường. Thì hiện tại, cho lão tử đem bộ này pháp quyết luyện lên. Hắn nãi nãi, mấy chục năm trông coi một cái như hoa như ngọc mỹ nhân, đều không đem nàng giải quyết, người nhà cũng quá lãng phí. Thua thiệt người ta vì người bảo trì mấy chục năm xinh đẹp, tranh thủ thời gian cút ngay cho ta bãi cỏ đi. Đụng! Trác Phàm một chân đá Cửu Viêm Hải cái mông một chút, nhưng là hắn lại cũng không tức giận, ngược lại mừng khấp khởi lôi kéo Tuyết Thanh Kiến rời đi. Vừa đi, còn một bên dâm cười ra tiếng, Thanh Kiến, đây chính là Trác quản gia mệnh lệnh. Ta cũng không có cách, vì gia tộc lợi ích, chúng ta chỉ ủy khuất một chút tốt, ha ha ha. Đức hạnh, Tuyết Thanh Kiến lườm hắn một cái, cúi đầu cùng hắn ngượng ngùng rời đi. Nhìn lấy hai người gắn bó cùng một chỗ biến mất bóng lưng, Lạc Vân Thường trên mặt bất giác lộ ra một tia hâm mộ. Ngược lại nhìn về phía một bên Trác Phàm, bĩu môi nói, liền sẽ nói người khác, cũng không nhìn một chút chính mình. Nhướng mày, Trác Phàm kỳ quái liếc nhìn nàng một cái. Tựa như không rõ ràng cho lắm. Lệ Kinh Thiên tại giữa hai người băn khoăn nửa ngày, nhịn không được cười lên, Trác quản gia, ta cảm thấy ngài cũng đừng lãng phí. Thế mà, hắn lời còn chưa nói hết, Trác Phàm đã là một cái trừng mắt, đem hắn dọa đến đóng chặt miệng. Hóa ra ngài nghe rõ à, vậy liền không có cách nào. Đại tiểu thư, lão phu chỉ có thể giúp ngài đến nơi này. Lệ Kinh Thiên co rụt đầu lại, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Đúng lúc này, Nghiêm Tùng đột nhiên tiến đến Trác Phàm trước mặt, cười nịnh nói, Trác quản gia, ngài nhìn khác trưởng lão, ngài đều cho ban thưởng pháp quyết, ta. Ta không phải truyền cho ngươi luyện đan thuật a? Trác Phàm khẽ liếc hắn liếc một chút, thản nhiên nói. Nghiêm Tùng gãi gãi đầu, khờ cười ra tiếng, ha ha ha. Nói thì nói như thế, thế nhưng là trừ luyện đan bên ngoài, lão phu cũng là một cái võ đạo tu giả, còn có càng cao người sinh truy cầu. Được được, ta minh bạch ngươi ý tứ. Trác Phàm vội vã khoát khoát tay, lại là xuất ra một đạo ngọc giản, đưa lên, nguyên bản ta đối độc công không phải rất tôn sùng, bất quá đã ngươi cùng ta muốn, làm là người mình, ta đương nhiên hội tận lực thỏa mãn ngươi. Đây là huyền giai cao cấp vũ kỹ, cửu cửu ảo tưởng la trường, cùng 9981 loại thiên hạ kỳ độc luyện chế phương pháp. Trừ trường pháp bản thân biến hóa thất thường, đả thương người vô hình bên ngoài. 9981 loại kỳ độc, mỗi một loại lại có 9981 loại biến hóa, mỗi một loại biến hóa, lại hội theo cá nhân, hoàn cảnh hoặc là tu vi công pháp, mà xuất hiện vô cùng diễn biến. Có thể nói, chúng cái này trưởng, trừ phi xuất trưởng người tự mình giải trừ, cơ bản không có cố định giải dược. Bởi vì cái gọi là, sinh tử phán quan viên, tận trong tay, cầm đi đi. Nghiêm Tùng ánh mắt tỏa sáng, run rẩy đem ngọc giản kia tiếp nhận. Khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, cái này có thể so sánh cái kia thất thải vân la trưởng mạnh hơn a, một trời một vực, đúng là không có cách nào so. Hắc hắc hắc, Trác quản gia, ngài thật sự là thần thông quảng đại,
Nghiêm Mỗ cùng ngài thật sự là theo đúng. Bớt nịnh hót, ngày sau tận tâm làm việc liền tốt. Trác Phàm phất phất tay, bật cười ra tiếng, Nghiêm Tùng thì là liên tục không ngừng gật đầu. Lệ Kinh Thiên gặp này, sờ lên cằm thẳng chậc lưỡi. Hôm nay là ngày gì, Trác quản gia bảo vật đại phái đưa a. Cửu Viêm Hải hai người mới tới cũng coi như, liền Nghiêm Tùng lão quỷ kia đều vừa mở miệng, muốn tới một phần công pháp. Lão phu có phải hay không cũng nên sệ mặt xuống, đi bán cái manh, đi cầu một cầu cái này Trác quản gia. Có điều rất nhanh, hắn liền lắc đầu, vẫn là tính toán. Tham thì thâm đạo lý, hắn vẫn là hiểu, có cái này công phu, hắn vẫn là đem hắn cái kia ma sát quyết luyện đến đỉnh phong rồi nói sau. Thế mà, đúng vào lúc này, hét lớn một tiếng lại là đột nhiên theo Hắc Phong Sơn bên ngoài vang lên, huynh đệ, ca ca ta đến nhìn người. Trác Phàm lông mày nhíu lại, bất đắc dĩ lắc đầu, đã là biết người đến người nào. Phất phất tay, Trác Phàm để Lệ Kinh Thiên chờ mới mời đến trưởng lão, toàn bộ tránh vào trong trận né tránh. Bởi vì hắn còn không muốn để cho người khác biết, Lạc gia giấu bao nhiêu cao thủ. Đón lấy, hắn liền nhìn Lạc Vân Thường liếc một chút, cười nói, đại tiểu thư, khách quý tới cửa, còn mời ngài đích thân đi ra nghênh đón. Lạc Vân Thường khẽ giật mình. Không rõ ràng cho lắm, nàng cũng không biết núi bên ngoài người đến là ai. Bất quá Trác Phàm để cho nàng đi, nàng tự nhiên vui vẻ tiếp nhận. Nhưng là thân là đại tiểu thư, xuất hành tổng nên có cái phái đoàn. Sau đó một cánh tay ngọc nhỏ dài nhẹ nhàng nâng lên, Lạc Vân Thường nhìn xéo hướng lên trời, dí dỏm nói, Trác quản gia, vịn bản tiểu thư ra ngoài. Bất đắc dĩ trợn mắt một cái, người nhà còn chưa tới 7-80 tuổi. Không rời nổi bước chân chút đấy, vịn cái gì vịn. Nhưng là đối với vô lý như thế yêu cầu, Trác Phàm vậy mà không có nổi trận lôi đình, đem cái này nuông chiều đại tiểu thư chửi mắng một trận, ngược lại thở dài một hơi, duỗi ra một cái tay, khoác lên nàng trên cổ tay trắng, chiều theo nàng. Cái này muốn lúc trước Trác Phàm, loại chuyện này quả thực cũng là không thể tưởng tượng. Nhưng là bây giờ, Trác Phàm chính mình cũng cảm thấy mình dễ tính rất nhiều. Riêng là đối người Lạc gia, cơ hồ đều không bày qua cái gì sắc mặt. Mẹ hắn, lão tử coi như ma hoàng a. Trác Phàm trong lòng thầm than, nhưng là cũng không có cái gì ảo não, ngược lại cảm thấy trong lòng một trận thư sướng không màng danh lợi, tựa hồ rất hưởng thụ loại cảm giác này giống như. Lạc Vân Thường nhìn trộm nhìn không thể làm gì Trác Phàm liếc một chút, bật cười, trên mặt lộ ra bông hoa giống như nụ cười, dường như mật một dạng ngọt ngào. Cứ như vậy, hai người một đường xuống núi, mở ra trận pháp, đi ra ngoài núi. Đập vào mi mắt, lại là một ngọn núi lớn khác. Ách không, phải nói là giống như núi người. Lạc Vân Thường cùng Trác Phàm nhìn thấy người này, cũng nhịn không được tròng mắt cùng nhau co rụt lại. Cũng không phải bởi vì người này đến cỡ nào không nổi, để bọn hắn chấn kinh. Mà lại bọn họ trước kia cũng đều gặp, riêng là Trác Phàm cùng hắn còn tương đối quen biết, thậm chí gọi nhau huynh đệ. Bọn họ chỉ là kinh dị, người làm sao có thể mập đến nước này. Không sai, người này không là người khác, chính là đế quốc hoàng thất tam hoàng tử, Trác Phàm kết bái huynh đệ, Vũ Văn Thông. Giờ này khắc này, hắn toàn bộ thân hình tựa như cùng một mặt tường cao giống như, đem hai người tầm mắt hoàn toàn che lấp. Hai đầu cực kỳ tráng kiện bắp đùi, đứng trên mặt đất, đều ngăn không được phát run. Tuy nhiên hôm nay khí trời cởi mở, ôn hòa thoải mái. Nhưng là Vũ Văn Thông chán, dĩ nhiên đã phủ đầy mồ hôi, toàn thân cao thấp cũng giống như gặp mưa giống như, đã hoàn toàn ướt đẫm. Huynh đệ, ngươi tổng tính xuống tới. Nếu là ngươi đến chậm một bước nữa, ta nhưng là chống đỡ không nổi. Vũ Văn Thông từng ngụm thở hổn hển, trong tay khăn tay tại trên hai gò má lau tới lau lui, không ra một trận công phu, liền có thể xuống nước tới. Bên cạnh người hầu vội vàng đổi lại lên một đầu làm, đưa qua. Tay phải hắn bên cạnh, cũng là Trác Phàm người quen cũ, chính là Ngọc Tiêu Kiếm Thần, Phương Thu Bạch. Tựa hồ sớm đã từ bỏ cái này không nên thân học sinh, Phương Thu Bạch từ đầu đến cuối không có nhìn Vũ Văn Thông liếc một chút, mà chỉ là đầy rẫy ngạc nhiên nhìn lấy cái kia bốn cái cấp 5 đại trận, cảm thán liên tục. Phía sau bọn họ, là 20 vị thân mang màu vàng áo gấm lão giả, ưỡn ngực ngẩng đầu, uy phong lẫm liệt. Không hề giống là tam hoàng tử tùy thân ở bên người hầu. Đại khái là hộ vệ đi. Trác Phàm cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy,
chỉ là nhìn lấy cái kia như cũ tại mồ hôi đầm đìa Vũ Văn Thông, gương mặt nhìn không được hung hăng co lại, tiếp lấy thở dài đưa tay nói, bàn tử, mời đi, ngươi nha loại tình huống này còn có thể tìm chúng ta chỗ này đến, thật sự là làm khó ngươi. Ai nói không phải đây, nếu không phải phụ hoàng có chỉ, ta cũng không có ý định này, chạy xa như vậy đến. Bất đắc dĩ lắc đầu, bàn tử một trận thổn thức, tiếp lấy hướng về hai bên phải trái vẫy tay nói, vội vàng đem ta đặt lên núi, nơi này thực sự quá nóng. Vừa dứt lời, bốn phía lập tức liền vây quanh một đám người, có chừng 8-9 cái. Mọi người cùng một chỗ hợp lực, sử xuất bú sữa sức lực, mới đưa mập mạp này vừa dơ lên, một mặt nín đến đỏ bừng hướng trước bước đi liên tục khó khăn. Mỗi một cái cước bộ, đều tại dưới chân dẫm ra một cái thật sâu dấu chân tới. Những người ở này không là cao thủ, đại bù không được tụ khí ra mặt tu vi, nhưng dù vậy, 8-9 người nhấc mập mạp này còn như thế cố hết sức, Trác Phàm gặp cũng không nhịn được nuốt ngụm nước bọt, lẩm bẩm nói, bàn tử, con mẹ nó ngươi lại béo. Ai, đừng đề cập, gần nhất phụ hoàng tâm tình không tốt, hắn một không tốt, thì tổng bắt ta xuất khí, làm đến ta tâm tình cũng uể oải. Cha không nghĩ, cơm không muốn, phiền muộn cho ta a. Lại thêm mấy trăm cân thịt, hiện tại đại khái hơn 800 cân đi. Ai, thật bị tội. Bàn tử vỗ vỗ cái kia tròn vo cái bụng, một trận cảm thán. Thế nhưng là hắn cái này nhất động, dưới đáy trong nháy mắt một cái lảo đảo, kém chút ngã xuống. Cắn chặt hàm răng thẳng tắp sống lưng, bất giác lại cúi xuống đi. Lạc Vân Thường nhìn đến không đành lòng nhìn thẳng, Trác Phàm liền càng thêm im lặng. Người nhà tâm tình không tốt, cơm nước không vào. Còn có thể dài đến 800 cân mập. Nếu là người tâm tình thật tốt, ăn mà hương, vậy hắn mẹ đến tột cùng muốn mập đến loại trình độ nào a? Kỳ nhân, thật sự là kỳ nhân, Trác Phàm lắc đầu liên tục cảm thán. Bàn tử thì là cười hắc hắc, đâu có, cũng vậy, hai huynh đệ chúng ta đều có kỳ chỗ, đều là thiên phú dị bẩm. Trác Phàm sắc mặt tối đen, trong lòng oán thầm, con mẹ nó ngươi làm lão tử khen ngươi đây. Còn cầm lão tử theo ngươi so. Đón lấy, Trác Phàm không để ý đến hắn nữa, ngược lại nhìn về phía Phương Thu Bạch, ôm quyền nói, Phương tiên sinh, rất lâu không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Chỉ là bàn tử biến thành cái bộ dáng này, ngài cái này làm lão sư cũng mặc kệ quản. Không sao cả. Thờ ơ khoát khoát tay, Phương Thu Bạch nhìn về phía Trác Phàm cười nói, phú quý người, tất có phú quý chỗ. Trác Phàm trực tiếp một cái liếc mắt quăng bay đi, ta nói mập mạp này làm sao dám như thế không chút kiêng kỵ phì hạ đi đây, cũng không sợ bị nhân đạo hủy diệt, nguyên lai có như thế cái làm lão sư trong bóng tối cổ vũ. Thật sự là thượng lương không chính, hạ lương lệch ra. Đúng, Trác Phàm tiểu tử, gần nhất ngươi ngược lại là sống đến mức phong sinh thủy khởi a, quấy đến toàn bộ thiên vũ không được an bình. Đột nhiên, Phương Thu Bạch giống như có thâm ý mà nói. Bất quá dạng này cũng tốt, không điên cuồng, không sống được. Không có người con khỉ nhỏ này tử đại náo thiên cung, cũng phải không đến hôm nay lạc ra kỳ ngộ. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, luôn cảm thấy hắn lời nói hình như có chỉ. Nhưng là hắn lại không lại nói đi xuống, chỉ là cười lớn một tiếng nói, chúng ta vẫn là bên trong thương lượng đi. Vừa dứt lời, hắn liền đột nhiên đứng dậy, hướng Hắc Phong Sơn lạc ra bay đi. Tựa hồ cảm thấy cái kia mập mạp bị nhấc đến thực sự quá chậm, Phương Thu Bạch lúc này đưa tay nhấc lên, đem hắn mang đi. Chỉ một thoáng, dưới đáy những cái kia tôi tớ, trong nháy mắt nhẹ nhõm không ít, co quắp ngã xuống đất, trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có hạnh phúc nụ cười. Cuối cùng đem cái này cái kia mập mạp chết bầm cho rời đi, nhanh nghiền nát lão tử. Mà những cái kia màu vàng cẩm y lão giả, cũng vội vàng lăng không bay lên, theo sau. Trác Phàm cùng Lạc Vân Thường liếc nhau, mang theo những cái kia đau lưng tôi tớ, dọc theo núi đường đi tới. Mà những cái kia tôi tớ, đại khái cũng là khó được trộm đến nổi lên nửa ngày nhàn đi. Đợi đi vào Hắc Phong Sơn đỉnh núi, bàn tử sớm đã ngồi tại một chương đình nghỉ mát dưới, liều mạng lướt qua giữa cổ mồ hôi, Phương Thu Bạch thì là đứng thẳng một bên, đọc đã mắt bốn phía thanh tú đẹp đẽ phong cảnh. Đám kia cẩm y lão giả. Vui mừng đứng im lặng hồi lâu đứng ở một bên. Đợi nhìn đến Trác Phàm cùng đám kia tôi tớ đi vào, bàn tử đã là vội vã không nhịn nổi ngoắc nói, mấy người các ngươi mau tới đây, cho lão tử phiến phiến.
Mấy cái kia tôi tớ cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp lấy liền lần nữa tiến vào khổ bức lao động thời gian. Đi vào bàn tử bên người, liều mạng phe phẩy ống tay áo. Tại lúc này, bàn tử mới cảm thấy một trận mát lạnh sảng khoái, phát ra sướng mau gọi tiếng. Trác Phàm ở một bên nhìn đến thẳng lắc đầu, mập mạp này 3 năm trước đây nhưng là không phải như vậy, còn có thể cùng hắn đánh nhau đây. Làm sao hiện tại, liền thành một phế nhân đâu. Bất quá, để hắn kỳ quái hơn là, hắn đứng phía sau một đám lão đầu, làm gì không cần bọn họ, nhất định phải chờ bọn này nô bộc tới lại hầu hạ đây. Sau đó Trác Phàm liền chỉ những người kia, hỏi, bàn tử, bọn họ không phải ngươi thủ hạ à, làm sao đặt ở chỗ đó không cần, làm bài trí a? Bọn họ sao có thể một dạng đây, ngươi biết bọn họ là dạng gì tu vi? Bàn tử không khỏi trong mắt ngưng tụ, trịnh trọng nói. Trác Phàm nháy mắt mấy cái, chuyện đương nhiên nói, lăng không bay lượn, thiên huyền đi. Đúng a, thiên huyền cao thủ, hiếm thấy ít có. Cái này gieo xuống người sống, sao có thể để bọn hắn làm đây, đây không phải làm nhục bọn họ sao? Bàn tử nghiêm túc nói. Trác Phàm suy nghĩ một chút cũng đúng, có điều hắn mỗi lần thỉnh thần chiếu cảnh trưởng lão trở về, tựa hồ cũng muốn trước làm nhục bọn họ một lần. Còn mời bọn họ trở về, không có để bọn hắn bưng trà rót nước, cũng bất quá là cảm thấy đại tài tiểu dụng thôi, không thể đầy đủ sử dụng bọn họ tài năng, chưa từng có cảm thấy là phải tôn kính bọn họ. Chẳng lẽ nói, hắn không phải cái tôn huynh dung có thể người sao? Ha ha ha, đại khái không phải đâu. Dù sao hắn tự nhận, đều là đang lợi dụng tất cả mọi người, chưa từng có tôn trọng qua. Mà lại phàm giai bên trong, người nào phối để hắn cái này ma hoàng tôn trọng. Bất đắc dĩ lắc đầu, Trác Phàm trong lòng mỉm cười. Đứng độ cao không giống nhau, quả nhiên thái độ thì không giống nhau. Đúng lúc này. Bàn tử đột nhiên tốn sức nhi tiến đến trước mặt hắn, mặt mũi tràn đầy là dầu tà tiếu nói, huynh đệ, ca ca ta thực không dám giấu giếm, thực những ngày này huyền cao thủ không phải ta thủ hạ, mà chính là ngươi. Ta, ách, không không không, cũng không thể nói như vậy. Ngươi chỉ là Lạc gia quản gia, bọn họ làm sao có thể là ngươi thủ hạ. Ta nói là, những ngày này huyền cường giả, đều là phụ hoàng ban thưởng cái các ngươi Lạc gia làm trưởng lão. Các ngươi Lạc gia, quả thực là bánh từ trên trời rớt xuống, lập tức liền muốn quật khởi. Thế nào, rất hưng phấn a, hắc hắc hắc. Bàn tử nhìn lấy Trác Phàm sửng sốt, không khỏi cười to lên. Lạc Vân Thường thì là ánh mắt sáng lên, không kìm được vui mừng, những thứ này về sau đều là chúng ta Lạc gia. Thế mà, còn không đợi nàng hưng phấn mà chạy tới, thật tốt quan sát một chút những thứ này ngự tứ 20 tên thiên huyền trưởng lão, Trác Phàm đã là khoát khoát tay. Mặt không chút thay đổi nói, bàn tử, liền xem như hoàng đế ban tặng thiên huyền trưởng lão, chúng ta Lạc gia cũng phải thật tốt xem một phen, nhìn hắn xứng hay không vào ở chúng ta Lạc gia. Nghe được lời này, bàn tử không khỏi sửng sốt, một đầu mơ hồ. Lạc gia một cái tam lưu gia tộc, đột nhiên rớt xuống 20 cái thiên huyền cao thủ, lẽ ra nên hưng phấn mà ngất đi mới đúng a. Liền xem như nhất lưu thế gia, cũng nên vui mừng hoa chân múa tay. Cảm tạ hoàng ân cuồn cuộn đi. Làm sao cái này Trác Phàm bình tĩnh như vậy không nói, còn tốt giống có chút ghét bỏ ý vị. Thế nhưng là, nếu là hắn biết Trác Phàm đã vì gia tộc mời đến 3 vị thần chiếu cảnh cao thủ tọa trấn lời nói, đoán chừng tại chỗ liền đem cái này 20 người kéo trở về. Mẹ hắn, quá mất mặt, người ta đều có thần chiếu cảnh, người đưa mấy cái thiên huyền cảnh cao thủ tới đây, người ta đương nhiên không có thèm, huống chi mấy cái này thiên huyền cao thủ vẫn là. Phương Thu Bạch cũng là thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt chớp động lên tìm kiếm hào quang. Chậm rãi đi vào cái kia 20 người trước mắt, Trác Phàm bốn phía dò xét, chỉ thấy cái kia 20 người trên thân khí thế không yếu, nhưng cũng tuyệt không phải rất mạnh, mà lại trong mắt luôn có cỗ kiêu căng chi sắc. Dường như lão tử thứ hai, thiên hạ liền không có đệ nhất. Trác Phàm nhíu mày, người nhà một cái thiên huyền cảnh, liền thần chiếu cảnh đều không đạt đến, có gì có thể ngạo. Sau đó bước đi thong thả 2 bước, thản nhiên nói các ngươi sau này sẽ là Lạc gia trưởng lão, tại hạ Lạc gia quản gia Trác Phàm, sau này các ngươi mọi thứ trừ đại tiểu thư bên ngoài, cũng là nghe ta chỉ huy. Hừ, một cái tiểu tiểu quản gia, thế mà có thể quản được ở trưởng lão, cái này Lạc gia cũng là kỳ. Thế mà, Trác Phàm còn chưa nói xong,
một câu không hài hòa thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Trong chốc lát, Trác Phàm sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống tới. Lạc Vân Thường bất đắc dĩ nhún nhún vai, nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía chỗ khác, trong lòng đối mấy cái này trưởng lão, cũng không còn như vậy cảm mạo. Như loại này như bức ầm ầm trưởng lão, nàng Lạc gia còn không có một cái nào đây. Chỉ bởi vì nơi này, có một cái càng thêm như bức ầm ầm quản gia tại. Lạc gia quy củ chính là, người đắc tội người nào cũng không có vấn đề gì, nhưng muốn dám không nghe vị này đại quản gia lời nói, hừ hừ, vậy liền chết chắc. Đến lúc đó, ai cũng cứu không ngươi, Trác Phàm ở cái này ra quyền uy, là không có thể khiêu khích. Cái này quy tắc thép, bọn họ những thứ này mới đến tự nhiên không biết, bất quá thì coi như bọn họ biết, ỷ vào hoàng thất uy nghiêm, đoán chừng cũng muốn dẫm dẫm mạnh. Nhưng là cái này dẫm mạnh, liền đem chính mình mệnh đều dẫm vào đi. Vừa rồi lời này là ai nói, đứng ra, Trác Phàm lạnh lùng đảo qua đám người kia. Lúc này, một cái thân hình gầy gò lão giả đứng ra, nhìn về phía Trác Phàm cười lạnh nói, hừ, mồm còn hôi sữa, lông còn chưa mọc đủ. Ba, không nói hai lời, Trác Phàm hơi vung tay, quất hắn một bạt tai, thẳng đem hắn quất đến đi một vòng, mới lạnh lùng nói, gọi Trác quản gia. Ngươi, ngươi, lão giả kia cả kinh trợn mắt hốc mồm, chỉ Trác Phàm cái mũi, tức giận đến nửa ngày nói không ra lời. Đừng nói hắn là thiên huyền cao thủ, cũng là lớn như vậy số tuổi, bị một tên mao đầu tiểu tử ở trước mặt phiến một bạt tai, còn mặt mũi nào mà tồn tại. Sau đó nhiệt huyết hướng đến đỉnh đầu, cái gì cũng không đoái hoài tới, liền não tử đều không để ý tới chuyện, lúc này nhất trưởng hướng Trác Phàm mặt đánh tới, đại kêu ra tiếng, tốt người cái tiểu đông tây, cả gan làm loạn, lại dám đối với chúng ta ngự tiền thị vệ xuất thủ, để lão phu thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Thế nhưng là hắn vừa dứt lời, phốc một tiếng vang trầm phát ra, đã là ánh mắt một lồi, lộ ra bất khả tư nghị thần quang. Tiếp lấy khí tức càng ngày càng yếu, sau cùng tại rất là kỳ lạ bên trong, vĩnh viễn cúi thấp đầu. Mà tại hắn nơi ngực, một mực nắm đấm thép xuyên qua mà qua, Trác Phàm mặt không thay đổi nhìn trong tay máu tươi, một rơi xuống, vẽ ra mỹ lệ đồ họa. T. Bất giác hít vào một ngụm khí lạnh, tất cả cẩm y lão giả, toàn đều khó có thể tin nhìn về phía Trác Phàm. Bọn họ đều có thể nhìn ra, Trác Phàm bất quá đoán cốt ngũ trọng cảnh a, làm sao có thể dễ dàng như vậy giết cái kia người. Lạc Vân Thường cũng là kinh hô một tiếng, che hai mắt, không dám nhìn tới cái này máu tanh hình ảnh. Bàn tử gương mặt hung hăng co lại, bất đắc dĩ nhìn về phía Trác Phàm, thì thào lên tiếng, huynh đệ, tuy nhiên ta biết ngươi rất điêu, nhưng là những người này dù sao cũng là thánh thượng ban tặng, ngươi không thể nói giết thì giết a. Phương Thu Bạch thì là mí mắt hơi nhíu, một cái tiêu ngọc nơi tay ở giữa vỗ vỗ, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt càng hiện kỳ dị. Tuy nhiên Trác Phàm nghe đồn, hắn cái này hộ long thần vệ nghe không ít, nhưng là tránh thức nhìn đến Trác Phàm xuất thủ, lại là cho người ta một loại khác kinh dị. Trác Phàm vốn là chỉ có đoán cốt ngũ trọng tu vi, nhưng là xuất thủ thực lực, lại là vượt xa khỏi bản thân tu vi chỉnh một chút một mảng lớn, lại là khiến người ta kỳ dị vô cùng. Mi đầu hơi nhíu nhăn, Trác Phàm không có để ý người khác không giống bình thường ánh mắt, chỉ là trong lòng có chút hồ nghi. Lão giả này, rõ ràng là thiên huyền cảnh tu vi, cũng có thể lăng không bay lượn, nhưng là tốc độ cùng lực lượng lại xa xa không kịp. Vốn là hắn chỉ muốn hơi chút giáo huấn một chút lão nhân này, giết gà dọa khỉ, cho cái trọng thương cũng coi như. Kết quả một chút mất tập trung, thì giết chết. Người này, quả thực tựa như là. Ánh mắt hơi hơi mị mị, Trác Phàm trong hai con ngươi, bỗng nhiên thanh sắc quang mang chớp động, nguyên thần lấy lớn nhất phạm vi nhỏ phát tán ra, hướng những cái kia cẩm y các lão giả đảo qua, để tránh bị cái kia ngọc tiêu kiếm thần phát giác. Quả nhiên, những người này cũng chỉ là có thiên huyền cảnh áo ngoài, nhưng thực lực lại vẫn không có đạt đến. Thì cùng Hoa Vũ Thành lúc, hắn gặp phải cái kia bốn cái hoàng phủ thanh vân kiệu phu đồng dạng. Nếu như nhất định phải đem loại tu vi này đến định nghĩa lời nói, vậy hắn chỉ có thể gọi là làm ngụy thiên huyền. Mà loại này thiên huyền cảnh, trừ thần chiếu cảnh thần thức dò xét bên ngoài, trừ phi động thủ, người bình thường căn bản khó có thể phát hiện. Nói một cách khác, những người này thì mẹ hắn là con cọp giấy. Bất đắc dĩ thở dài, Trác Phàm quay người nhìn về phía bàn tử, phẫn nộ quát, bàn tử, con mẹ nó ngươi gạt ta, những người này căn bản không phải thiên huyền cảnh.
ngươi cho ta làm một đám Ngụy Thiên Huyền tới làm gì, lão tử muốn trả hàng. Bàn tử giật mình, ngươi phát hiện. Nói nhảm, lão tử cũng không phải là không có cùng Thiên Huyền cao thủ giao thủ qua, cả thật giả đều không phân rõ sao. Trác Phàm nguýt hắn một cái, oán hận nói, ngươi để lão tử mang đám này phế vật đi cùng khác gia tộc đánh nhau, tương đương mang một đám chỉ có đoán cốt cảnh tiểu đệ, không phải hố ta sao. Bàn tử không khỏi sờ mũi một cái, rực rỡ cười nói thực. Cũng không có như vậy bị, dẫn bọn hắn ra ngoài trang trang bức, người ta xem xét phía sau ngươi có 20 cái Thiên Huyền cao thủ, vẫn là rất phong cách. Bớt nói nhiều lời, đến tột cùng chuyện gì xảy ra, đám này kỳ hoa ngươi chỗ nào làm ra. Trác Phàm lạnh hừ một tiếng, chất vấn. Sờ sờ mập dính gương mặt, bàn tử giữ im lặng. Phương Thu Bạch gặp này, không khỏi khẽ cười một tiếng nói, vẫn là để lão phu đến giải thích một phen a, thực bọn họ vốn là tư chất thấp, rất khó bước vào Thiên Huyền cảnh ngự tiền thị vệ. Coi như bước vào, cũng bất quá là Thiên Huyền nhất nhị trọng thôi. Cho nên hoàng thất thì có cái bồi dưỡng Thiên Huyền cao thủ kế hoạch, sử dụng đan dược, để bọn hắn cưỡng chế đột phá Thiên Huyền cảnh. Đại lượng chế tạo cao thủ. Thế nhưng là sau cùng, lại đều thất bại. Nhóm này chế tạo ra cao thủ, giống hình nhưng thần không giống. Có thể nói chỉ có Thiên Huyền cảnh tu vi, lại không Thiên Huyền thực lực. Có điều, cùng Thông Nhi nói tới đồng dạng, xuất ra đi trang trang bức cũng là có thể. Tưởng tượng 20 năm trước, Huyền Nhung vốn muốn xâm lấn ta Thiên Vũ. Bệ hạ sợ chiến sự nổ ra, cực khổ mệnh thương tổn tài. Liền đem mấy chục ngàn Ngụy Thiên Huyền kéo đến chiến trường chuồn mất một vòng, lúc này liền đem Huyền Nhung quân đội dọa lùi. Ha ha ha, không thể không bội phục bệ hạ trí tuệ a. Da mặt nhìn không được run run, Trác Phàm nhìn lấy hai người không còn gì để nói. Nha trang bức còn giả bộ là trí tuệ đến, khó trách hoàng thất ngàn năm qua mềm một đường, nguyên lai hiện thực mặc kệ, vẫn tại trang bức a. Bất quá, không thể không thừa nhận là, thật cũng như giả. Giả cũng như thật, cũng coi là một loại thượng tầng binh pháp. Thế nhưng là ngươi muốn thật khai chiến với người ta, dựa vào đám đồ chơi này. Trác Phàm lại nhìn những cái kia không đáng tin cậy Ngụy Thiên Huyền liếc một chút, thẳng giận dữ nói, bàn tử, đã muốn cho tốt được hay không? Tránh thức Thiên Huyền cảnh, dù là cho 10 cái cũng thành a. Cái gì, 10 cái? Một cái đều không có. Lớn tiếng hô quát một tiếng. Bàn tử như cái thần dữ của giống như, tận tình khuyên bảo nói, đại ca, tránh thức Thiên Huyền cảnh đều là các nhà vạn người không được một tinh anh, nào có dễ dàng như vậy thì bồi dưỡng được đến. Hiện tại Tiềm Long Các cũng mới 9 cái, U Minh Cốc cũng bất quá 12 cái, còn bị ngươi xử lý 6 cái, hoàng thất chúng ta cũng rất khan hiếm a, phụ hoàng hắn căn bản không nỡ lấy ra. Trác Phàm bĩu môi, bất đắc dĩ nhún nhún vai nói, cái kia còn có cái gì nói, đã phải ban cho. Thì ban thưởng thật, những thứ này giả, chẳng những không nghe lời, trả cho ta trang bức, lấy về đi. Ách, khó mà làm được, thánh thượng ban tặng, nào có lui về đạo lý. Ngươi muốn thật làm như thế, chẳng những ta đảm đương không nổi, trở về thiếu không chịu phụ hoàng một đánh gậy, còn có. Nói đến đây, bàn tử đột nhiên chuyển hướng những cái kia cẩm y lão giả, hét lớn, còn có các ngươi, nếu như các ngươi bị lui về, toàn diện đầu người rơi xuống đất. Nghe xong lời ấy, tất cả mọi người quá sợ hãi, vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thế nhưng là Trác Phàm vẫn như cũ lắc đầu, dường như tương đương khó xử cái này. Bọn họ vốn là không có bản lãnh gì, người ở chỗ này, bọn họ đương nhiên quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thế nhưng là ngươi hoàng tử này vừa đi, bọn họ ỷ là hoàng thất xuất thân, mỗi ngày tại ta chỗ này sĩ diện. Minh Bạch, huynh đệ, ngươi cái gì cũng không cần nói, nhìn ta. Bàn tử vội vã khoát khoát tay, tiếp lấy nhìn về phía đám người kia mắng to, hỗn chướng tên khốn kiếp, các ngươi đã bị ban cho Lạc gia làm trưởng lão, liền nên tuân theo Lạc gia quy củ, càng phải nghe quản gia phân phó. Huống hồ, các ngươi có cái gì không phục, không phải liền là cái Ngụy Thiên Huyền sao? Nói cho các ngươi, ta đế quốc tam hoàng tử huynh đệ, Lạc gia quản gia Trác Phàm, thế nhưng là quyền đánh U Minh Cốc, chân đá Hoa Vũ Lâu. Theo ngự hạ thất ra trước cửa từng cái đánh tới. Chết ở trong tay hắn 7 nhà Thiên Huyền cảnh trưởng lão, thì vượt qua 10 cái. Thế nhưng là hắn hiện tại hoàn hảo tốt còn sống, vì cái gì? Thì hai chữ, thực lực, nếu như các ngươi có hắn thực lực, tự nhiên không cần các ngươi nghe hắn.
Nhưng là nếu là không có, còn không nghe lời, sống được không bao lâu. Bàn tử lời nói năng có khí phách, những cái kia cẩm y lão giả dĩ nhiên đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, càng là không thể tin nhìn về phía Trác Phàm. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, Trác Phàm như thế một cái tuổi còn trẻ hoàng mao tiểu tử, lại nhưng đã dương danh thiên vũ, quấy mưa gió, cùng bảy thế gia đối chọi gay gắt. Khó trách nhiều bức như vậy ầm ầm, đối bọn hắn vênh mặt hất hàm sai khiến, liền thánh thượng ban thưởng người đều dám tùy tiện giết. Xem ra cái này Lạc gia, một quản gia quyền lực lớn như vậy, không phải là không có đạo lý. Bọn họ đều là sống trong cung người, tự nhiên chưa từng nghe qua Trác Phàm sự tình, cái này nghe được bàn tử gào to, tự nhiên vui lòng phục tùng, quỳ mọp xuống đất. Như thế nhân vật kiêu hùng, bọn họ những người này tự nhiên so không, còn có tư cách gì tại người ta trước mặt trang bức. Lạc Vân Thường cũng là nghe được một trận cảm xúc bành trướng, nhìn về phía Trác Phàm phương hướng, tràn đầy hoan hỉ. Huynh đệ, thế nào, bọn họ về sau tuyệt đối nghe lời. Khụ khụ khụ, không để ý đến vẻ mặt vui cười đón chào bàn tử, Trác Phàm vội ho một tiếng, đính đính lồng ngực, nhìn về phía những cái kia cẩm y lão giả nói, nếu là hoàng đế bệ hạ ngự tứ, lại xem ở tam hoàng tử trên mặt, ta thì miễn vì khó thu xuống các ngươi bọn này Ngụy Thiên Huyền. Bàn tử sắc mặt vui vẻ, bọn người người cũng là đầy mặt vui mừng. Cứ như vậy, nhiệm vụ bọn họ thì hoàn thành, cũng sẽ không lọt vào hoàng đế trừng phạt. Có điều. Thế mà, Trác Phàm lời nói xoay chuyển, nhìn về phía những người kia, nghiêm túc nói, đã các ngươi tiến Lạc gia cửa lớn, liền muốn thủ Lạc gia quy củ. Đầu tiên điều thứ nhất, cũng là trọng yếu nhất một đầu chính là, trong nhà này, chỉ có ta đại quản gia Trác Phàm, mới có thể đùa nghịch trang bức, các ngươi ai cũng không thể ở trước mặt ta trang bức. Ai dám trang, người đó thì chết. Lời vừa nói ra, trong chốc lát, tất cả mọi người sững sờ, cái này mẹ hắn tính là gì gia quy. Bàn tử càng là nhìn không được gương mặt hung hăng co lại, trên trán một đầu hắc tuyến treo xuống rơi xuống, quay đầu nhìn về phía Lạc Vân Thường nói, Lạc tiểu thư, Lạc gia thật có vô sỉ như vậy gia quy sao? Lạc Vân Thường che đôi môi, càng không ngừng gật đầu, lại là cười đến cái bụng đều thấy đau. Bàn tử gặp này, cũng là không còn gì để nói. Đầu thứ hai, ra khỏi nhà, nhìn thấy ngoại nhân, muốn trang bức cũng phải ta tới trước. Các ngươi không thể đoạt tại lão tử phía trước trang, càng không thể trang bức quá mức, so lão tử còn mạnh hơn. Nếu không, cũng là chết. Mọi người vừa đỡ cái chán, khóe miệng mãnh liệt quất. Cái này Lạc gia đến tột cùng là như thế nào gia tộc, quản gia này như thế nào người a, thật sự là quá khó mà nắm lấy. Cái này hai đầu, thật sự là gia quy sao? Lạc Vân Thường đã cười nằm sấp trên bàn, bàn tử vỗ vỗ mập dính gương mặt, một trận bất đắc dĩ. Phương Thu Bạch thì là có chút thú vị mà nhìn xem đây hết thảy. Đầu thứ ba, bỗng nhiên, Trác Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, thản nhiên nói, sau này các ngươi theo lệnh ta mà làm, chỉ nghe ta một người mệnh lệnh, ta để các ngươi giết người nào, thì giết người đó, không được sai sót. Nếu không, chết. Bỗng nhiên, tất cả mọi người bất giác thân thể run run, tiếp lấy hơi hơi gật gật đầu. Tuy nhiên bọn họ vẫn là thuận theo. Nhưng là Trác Phàm nhưng từ trong mắt bọn họ nhìn ra trần trờ. Không sai, cũng là cái này nhất thời trần trờ, để Trác Phàm nhìn xảy ra vấn đề. Vừa mới Trác Phàm như giảng chuyện cười đồng dạng chỗ, nói ra trước hai đầu gia quy, chẳng qua là buông lỏng bọn họ tính cảnh giác, vì dùng đầu thứ ba gia quy thăm dò bọn họ làm chuẩn bị. Quả nhiên, tại bọn họ tâm tư lỏng lúc, đầu thứ ba gia quy để bọn hắn hơi hơi kháng cự một chút, cái này để Trác Phàm hoài nghi. Vốn là bọn họ nếu thật là hoàng đế ban thưởng trưởng lão, hoàng đế cho bọn họ mệnh lệnh, nhất định là tuân theo Lạc gia an bài. Như thế đầu thứ ba gia quy, bọn họ chắc là rất nhanh có thể tiếp nhận. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại là có chần chờ. Nói cách khác, trong tiềm thức, cùng bọn hắn một cái khác mệnh lệnh phát sinh đối lập, đến mức bọn họ nhất thời trở tay không kịp, phản ứng không kịp. Nghĩ thông suốt điểm này, Trác Phàm lộ ra một cái thần bí đường cong. Thản nhiên nói tốt, các ngươi hiện tại đã là Lạc gia trưởng lão, từ đại trưởng lão chỉ huy. Lôi trưởng lão, hét lớn một tiếng truyền ra, Lôi Vân Thiên lập tức xuất hiện tại Trác Phàm trước mặt, ôm quyền nói Trác quản gia, có gì phân phó. Những thứ này là bệ hạ ban cho ta Lạc gia trưởng lão, về sau bọn họ về đại trưởng lão ngươi đến thống lĩnh,
nhất định muốn đem bọn hắn mang tốt. Trác Phàm khóe miệng hơi vểnh, lộ ra cái tà dị đường cong. Lôi Vân Thiên vốn đang một mặt hưng phấn, lại đến nhiều cao thủ như vậy. Thế nhưng là nghe đến Trác Phàm để hắn đem những người này mang tốt, liền minh bạch, Trác Phàm ý là muốn giam lỏng bọn họ, để bọn hắn không thể tùy tiện tán loạn, rời đi ánh mắt của mình, cũng chính là đem bọn hắn nhìn thẳng ý tứ. Tại hơi hơi gật gật đầu, Lôi Vân Thiên liền một mặt nghiêm túc đem bọn hắn mang đi. Bọn họ coi là dung nhập Lạc gia, nhưng không ngờ là đã bị triệt để giám sát lên. Mà điểm này, bàn tử bọn họ cũng không rõ ràng, nhìn đến Trác Phàm một lần nữa trở lại cái đình nhỏ bên trong, cùng bọn hắn ngồi tại một buổi, lại là từng cái cười khổ. Huynh đệ, người cái này Lạc gia gia quy, trừ đầu thứ ba bên ngoài, trước hai đầu thật sự là đem lão ca ta cho lôi chết. Bàn tử vỗ vỗ Trác Phàm bả vai, cười to lên. Trác Phàm từ chối cho ý kiến, giống như có thâm ý nói, không có trước hai đầu, từ đâu tới đầu thứ ba, ha ha ha. Bàn tử cũng là theo chân cười cười, hắn còn tưởng rằng trước hai đầu là vì đầu thứ ba thành lập cá nhân uy tín sử dụng đây, có điều rất nhanh, nhưng lại sắc mặt nghiêm một chút, nhìn về phía Trác Phàm nói, như vậy hiện tại, bản hoàng tử muốn làm chính sự. Lạc gia đại quản gia Trác Phàm, tiếp chỉ. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Lạc Vân Thường giật mình, vội vàng đứng dậy hạ bái, thế nhưng là Trác Phàm nhưng như cũ nhàn nhã ngồi ở chỗ đó, đạm mạc lên tiếng, nói đi. Mập dính gương mặt nhìn không được rút rút, bàn tử tức xạ mặt lại rơi xuống, bất đắc dĩ nói, huynh đệ, dù nói thế nào đây cũng là thánh chỉ, người như thế xem thường, thế nhưng là phạm khi quân đại tội, muốn rơi đầu. Không quan trọng, dù sao nơi này chỉ có mấy người chúng ta. Chỉ cần ngươi bàn tử không nói, Phương tiên sinh cũng không giống người thích nói loạn, cái kia liền không thành vấn đề. Huống hồ, coi như nói ra cũng không có gì. Đã hoàng đế hướng ta hạ chỉ, thì cũng là có chỗ dùng lấy ta, làm sao có thể làm một điểm hạt vừng việc nhỏ giết ta. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, nhún nhún vai. Bàn tử không còn gì để nói, lại là không thể nào phản bác, cái này Trác Phàm thật đúng là đem tất cả mọi người tâm đều ước lượng mò thấy. Xác thực, hiện tại đừng nói là hắn ngồi đấy tiếp chỉ, coi như nằm tiếp chỉ, hoàng đế cũng không bỏ được làm gì hắn. Mấu chốt là, kể từ đó, hoàng thất uy nghiêm ở đâu? Một mặt khổ bức xem Phương Thu Bạch liếc một chút, bàn tử lẩm bẩm nói, lão sư, cái này nên làm thế nào cho phải? Ha ha ha, người phi thường tự có phi thường đối đãi, không cần quan tâm những thứ này nghi thức xã giao. Phương Thu Bạch sờ sờ chòm râu. Cười khẽ một tiếng. Bất đắc dĩ thở dài, bàn tử gặp hộ long thần vệ đều nói như vậy, đành phải gật gật đầu. Lúc này, Lạc Vân Thường cũng là bỗng nhiên luồn lên đến, bĩu môi ngồi đến Trác Phàm bên người. Trác Phàm khẽ giật mình, buồn cười nhìn về phía vị này luôn luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm đại tiểu thư, nói, đại tiểu thư, lấy ngài tính tình, thánh chỉ giá lâm loại đại sự này, ngài nhưng không nên như thế lỗ mãng đi. Hừ. Cái gì lỗ mãng không tùy tiện, người đều không quỳ, ta làm gì muốn quỳ. Dù sao có chuyện gì, người trước gánh lấy. Lạc Vân Thường nhẹ hừ một tiếng, cao ngạo ngẩng đầu lên. Trác Phàm thì là cười lớn vỗ tay, một mặt tán thưởng, lúc này mới giống chúng ta Lạc gia đại tiểu thư. Không sai, Trác Phàm trong lòng nghĩ muốn chế tạo Lạc gia, chính là thiên hạ đệ nhất gia tộc, tự nhiên muốn không ngừng vươn lên, lòng cao hơn trời. Nếu là đối hoàng đế thư tay một đạo nho nhỏ hoàng quyển đều tất cung tất kính, cái kia còn có gì xưng bá thiên hạ hùng tâm. Bàn tử nhìn đến thì là một mặt thổn thức, trong lòng oán thầm, cái này Lạc gia cũng bị Trác Phàm cái này nha cho làm hư. 3 năm trước đây hắn mới tới Phong Lâm Thành, gặp Lạc gia vẫn là rất biết lễ nghĩa, đối bọn hắn hoàng thất cũng cực kỳ kính nể. Nhưng là hiện tại, lại là từng cái kiệt ngao bất thuần, liền cẩn thận chặt chẽ đại tiểu thư đều thành cái bộ dáng này. Còn không có cùng 7 thế gia đặt song song, đã dưỡng một đống 7 nhà mới có mau bệnh. Ai, trước kia là có cái gì dạng gia chủ, thì có cái gì dạng gia tộc, hiện tại là có cái gì dạng quản gia, thì có cái gì dạng thế gia a. Bàn tử một trận bất đắc dĩ lắc đầu, thẳng thắn cũng thoải mái, không còn giảng nhiều như vậy tục lễ nói, tính toán, dù sao là cái khẩu dụ, cũng không có chính thức như vậy, ta thì giản lược ách muốn nói với ngươi đi. Thực lần này hoàng thượng ý là, để tiểu tử ngươi tham gia bách gia tranh minh, cho lão nhân gia ông ta hung hăng áp chế một áp chế đế vương môn nhuệ khí.
Cái gì, Bách gia tranh minh? Trác Phàm lông mày nhíu lại, một mặt vẻ không hiểu, đợi nhìn về phía Lạc Vân Thường lúc, nàng cũng là đầy mắt nghi hoặc. Rất hiển nhiên, cũng chưa từng có nghe qua cái này. Lần này, bàn tử viên kia mập mạp đầu, cuối cùng nâng lên, trên mặt lộ ra dâm đãng nụ cười. Hắc hắc hắc, để cho các ngươi đắc chí, để cho các ngươi cuồng, hiện tại quê mùa 33A, chưa từng nghe qua A, cái kia lão tử trang bước đi. Sau đó cười lớn một tiếng, một mặt ngạo nghễ mà nói, cái này Bách gia tranh minh, mỗi trăm năm tổ chức một lần, có thể tham dự đều là thiên vũ tối cao cấp tinh anh thế gia. Giống Lạc gia trước kia loại tam lưu không tới gia tộc, đi cũng là làm bia đỡ đạn, cho nên thẳng thắn không đi, dần già cũng chưa kể tới. Các ngươi không biết, rất bình thường. Thật sao, cái kia đã như vậy, vì sao bệ hạ còn muốn mời chúng ta loại tiểu gia tộc này tham gia? Mời tam hoàng tử hồi bẩm bệ hạ, nghe được tam hoàng tử một lời nói về sau, Trác Phàm xấu hổ khó làm, cảm thấy không có tư cách tham gia như thế long trọng thịnh hội, để hắn khác tìm một số xuất thân hiển quý người đi. Trác Phàm phủi phủi tay áo lên vốn cũng không tồn tại bụi đất, lạnh nhạt lên tiếng. Mà nghe được lời này, bàn tử lại là đuổi vội vàng kéo Trác Phàm cánh tay, vội vàng nói, đừng a, huynh đệ, người nói như vậy, trở về ta sẽ bị phụ hoàng đánh chết. Tính toán ca ca ta không đúng được không, không nên ở trước mặt ngươi trang bức, ở trước mặt ngươi đắc chí. Đúng, Lạc gia điều thứ nhất gia quy, ca ca trở về lập tức dán trong phòng, thời khắc tỉnh táo chính mình, về sau ở trước mặt ngươi, chỉ có ngươi có thể trang bức. Ngươi thì tha thứ ca ca lúc này không lựa lời nói nhầm. Bàn tử vẻ mặt cầu xin cầu khẩn Trác Phàm, cái kia mập ục ục khờ dạng, đừng đề cập nhiều tiện. Lạc Vân Thường thì là che miệng cười khẽ. Phương Thu Bạch cũng là lắc đầu, nhịn không được cười lên. Tốt a, ngươi nói tiếp, đối phương là tam hoàng tử, Trác Phàm chỉ là mở cái trò đùa, không thể quá phận. Cái kia mập mạp thở dài một hơi, cũng không dám nữa cố lộng huyền hư, nghiêm mặt nói, huynh đệ, nói thật, cái này Bách gia tranh minh cũng không phải là cái gì tinh anh gia tộc thịnh hội, mà chính là thiên vũ các đại thế gia đánh cược nhất tộc vinh dự, vì gia tộc tiến thêm một bước, liều lên tánh mạng tu la chàng. Có gia tộc bởi vậy một bước lên trời, có lại là trong nháy mắt xuống dốc. Theo nhất lưu thế gia trực tiếp rớt xuống tam lưu chi mạt, cũng chỗ nào cũng có. Cho nên ngươi như tham gia, ca ca ta còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, cẩn thận là hơn. Há, chỉ giáo cho. Chân mày hơi nhíu lại, Trác Phàm trong mắt cũng là lộ ra ngưng trọng tới. Thở dài, bàn tử hai cái lục đậu đại hai mắt bên trong, lóe qua từng tia thâm thúy ánh sáng ai. Nói lên việc này, còn muốn ngược dòng tìm hiểu đến khai quốc mới bắt đầu, bảy nhà tranh đấu thời điểm. Khi đó bảy nhà chi loạn tuy nhiên lắng lại, nhưng bảy nhà vẫn như cũ thế thành nước lửa, không ai phục ai. Ta thiên vũ khai quốc hoàng đế làm phòng bảy nhà lại nổi lên tranh chấp, liền cùng bảy nhà ước định, lấy bọn họ 30 tuổi phía dưới tộc nhân tiến hành tỉ thí, người thắng tức là bảy nhà đứng đầu. Dù sao, những người tuổi trẻ này ngày sau cũng là các gia tộc thượng tầng nòng cốt. Thực lực bọn hắn, cũng đại biểu tương lai bảy nhà thực lực. Cứ như vậy, bảy nhà đã không lại dùng vũ lực đánh nhau, lại nhưng là phân ra cao thấp, liền đều đồng ý. Cái này, chính là Bách gia tranh minh hình thức ban đầu. Về sau thiên vũ các đại thế gia hy vọng có thể bộc lộ tài năng, bị bảy nhà cùng hoàng thất nhìn chúng, liền cũng ào ào thêm vào, thì dần dần hình thành hiện tại Bách gia tranh minh. Có điều, nói là trăm nhà. Nhưng vẫn như cũ lấy bảy nhà làm chủ. Còn lại gia tộc, chỉ là phụ thuộc tại bảy thế gia dưới cờ, xông pha chiến đấu thôi. Thậm chí đến sau cùng, xuất hiện một cái quái giống như. Bảy thế gia ở giữa, lẫn nhau giữ lấy thể diện, cũng sẽ không như thế nào chém giết. Nhưng là phụ thuộc gia tộc, lại là muốn đánh nhau chết sống, làm chủ tử không chịu thua kém. Bên trong lưu giữ lưu đến sau cùng, tự nhiên được đến bảy nhà coi trọng. Trở thành coi trọng phụ thuộc gia tộc. Nhưng là đại đa số, lại đều biến thành cái kia trắng như tuyết bạch cốt, đáng tiếc thật đáng buồn. Nói đến đây, bàn tử trong mắt lộ ra một tia trào phúng, còn có một chút thương hại, nhưng càng nhiều lại là phẫn nộ. Bảy nhà tồn tại, làm cho thế gia khác không có ngày nổi danh, chỉ có thể biến thành cung cấp diễu cợt lợi dùng công cụ. Trăm năm một lần Bách gia tranh minh, càng làm cho thiên vũ chiến lực nhận hạn chế, vĩnh viễn không có tiến triển. Ngược lại, bảy nhà thực lực lại là càng ngày càng tăng. Trong mắt hắn,
bảy nhà đã là thiên vũ lớn nhất u ác tính. Trác Phàm tựa hồ nhìn ra trong mắt của hắn hận ý, gật đầu nói, như vậy hoàng đế để cho ta đi làm gì, đánh bại đế vương môn sao? Ách, không cần, đây đối với Lạc gia cái này mới quật khởi gia tộc, không quá hiện thực. Chậm rãi khoát khoát tay, bàn tử bật cười ra tiếng, đế vương môn sở dĩ dám danh xưng bảy nhà đứng đầu, thậm chí có chiếm đoạt bảy nhà dã tâm, cũng là bởi vì nó tại từ ngàn năm nay bách gia tranh minh bên trong, chưa từng có thua qua. Cho nên phụ hoàng ý là, người chỉ cần theo bên cạnh quấy nhiễu, cho đế vương môn thật tốt đảo quấy rối là được rồi. Bảy nhà bên trong, còn lại bất luận cái gì một nhà cầm lần này bách gia tranh minh đầu danh, đối đế vương môn uy tín đều là nhất đại đả kích. Trác Phàm mi đầu nhẹ nhàng run run, liếc mắt nhìn về phía mập mạp nói, quấy rối. Ngươi liền để ta đi quấy rối, sẽ không phải là đại tài tiểu dụng. Ha ha ha, huynh đệ, ta biết ngươi bản sự, thế nhưng là, ngươi cũng không thể khinh địch a. Liền xem như quấy rối, sự kiện này cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện làm đến. Ngửa mặt lên trời cười cười, bàn tử trong tay ánh sáng lóe lên, xuất ra một phần màu vàng tơ lụa, đưa lên, đây là lần trước bách gia tranh minh bảy nhà thứ tự, người trước có cái giải. Trác Phàm cầm qua, tập trung nhìn vào, chỉ thấy phía trên thình lình viết lần trước bảy nhà bài danh cùng gia tộc tham dự con cháu. Riêng là bên trong, còn có thật nhiều hắn quen biết nhân vật. Bàn tử từng cái cho hắn chỉ, phân tích nói, lần trước bài danh, hạng 7, Hoa Vũ Lâu, người chắc là quen thuộc nhất. Đi đầu là Sở Bích Quân, người khác tạm thời lại không đề cập tới, nhưng cái này mỗ mỗ Sở Bích Quân, tại bảy nhà bên trong thế nhưng là danh tiếng hiển hách. Bất quá, tuy nhiên nàng rất cường hãn, nhưng đồng đội thực lực quá yếu, Hoa Vũ Lâu năm đó cũng chỉ đành lót đáy. Cái này tựa hồ thì báo trước Hoa Vũ Lâu, cái này trăm năm ở giữa thực lực, cũng là bảy nhà yếu nhất. Trác Phàm khẽ gật đầu, xem ra cái này bách gia tranh minh thứ tự, còn thật nói rõ không ít vấn đề. Dù sao, nó là lấy gia tộc tương lai người cầm lái vì khảo hạch đối tượng, tự nhiên đối tương lai gia tộc thực lực có chuẩn xác dự đoán. Hạng 6, Khoái Hoạt Lâm. Trác Phàm liếc mắt một cái, liền trực tiếp nhảy qua. Hừ, cỏ đầu tường, đồ hèn nhát, không có gì có thể chú ý. Sau đó, hắn lại đi lên nhìn, hạng 5, Kiếm Hầu Phủ, người tham dự là Kiếm Tùy Phong bọn người. Trác Phàm nheo mắt, mi đầu hơi nhíu nhăn, cái này Kiếm Hầu Phủ thế mà chỉ hàng thứ 5, vậy đã nói rõ hiện tại nó tại trong 7 thế gia thực lực, cũng là thứ 5. Đón lấy, hắn vội vàng lại nhìn, lại là trong mắt ngưng tụ, hạng 4, Tiềm Long Các, người tham dự, Long Cửu bọn người thứ 3, U Minh Cốc, người tham dự U Quỷ Thất bọn người. Người thứ hai Dược Vương Điện, người cầm đầu độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng, hạng nhất, tự nhiên là đế vương môn. Trác Phàm tâm, bất giác nặng nề. Hắn những cái kia minh hữu a, thế mà đều xếp tại dựa vào sau vị trí. Ba hạng đầu trên cơ bản bị đế vương môn cùng chó săn bao, chẳng những thực lực mạnh nhất so với người ta yếu, tổng thể thực lực cũng yếu một mảng lớn. Tựa hồ là nhìn ra khác ý nghĩ, bàn tử cười lớn một tiếng. Vỗ vỗ hắn đầu vai nói, ha ha ha. Huynh đệ không cần than thở, theo ngươi trở mặt những gia tộc này, đã sớm bị ngươi đánh cho tàn phế, thực lực không lớn bằng lúc trước. Này làm sao nói, Trác Phàm ánh mắt sáng lên, nhìn về phía bàn tử. Hắn biết U Minh Cốc bị hắn đánh cho tàn phế, người thứ hai Dược Vương Điện đâu. Bàn tử cười cười nói, lần trước bách gia tranh minh sở dĩ lại biến thành như thế bài danh. Hoàn toàn là ra mấy cái kinh thiên động địa ưu dị nhân vật. Giống U Minh Cốc xếp thứ 3, hoàn toàn là dựa vào thông bối cương viên lão ngũ vũ lực, kiềm chế Tiềm Long Các tam trưởng lão, thất khiếu quỷ linh lung u quỷ thất lại khống chế toàn bộ cục thế, mới đặt vững. Không có hai người này, U Minh Cốc thực lực cũng không mạnh bằng Tiềm Long Các. Còn có Dược Vương Điện sở dĩ có thể đến tới vị trí thứ 2, hoàn toàn là độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng độc công quá mạnh, không người nào dám tới gần. Không phải vậy lời nói, không có độc trưởng phụ trợ, bọn họ thực lực chân chính thậm chí không kịp Khoái Hoạt Lâm. Nói đến đây, bàn tử không có nói tiếp, nhưng là Trác Phàm đã nghe rõ. Nói cách khác, U Minh Cốc cùng Dược Vương Điện hơn phân nửa thực lực, đều dựa vào mấy người này chống lên tới. Nhưng là những người này không phải là bị hắn cạo chết, cũng là bị hắn đào tới. Như vậy cái này hai đại gia tộc thực lực, tự nhiên không so lúc trước. Lúc này, bàn tử bĩu môi,
cảm thán lên tiếng, lúc đó Bách Gia Tranh Minh, thật sự là ra rất nhiều nhân vật thành danh a. Dung U Quỷ Thất dạng này chí tinh, tại trong bảy thế gia, được công nhận là đến này một người, 20 vị thiên huyền cao thủ cũng không đổi bảy nhà đệ nhất thiên tài. Độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng, ngàn năm khó ra tuyệt thế đan vương. Mà Tiềm Long Các cửu thúc càng là vào lúc đó đại hiển thần uy, bị tất cả mọi người quen biết, Tử Lôi Kim Nhãn, thiên cổ nhất tuyệt, chậc chậc chậc. Trác Phàm khẽ gật đầu, trong lòng âm thầm may mắn. Bây giờ xem ra, lúc trước hắn lần thứ nhất ra tay giết thiên huyền cao thủ, cũng là U Quỷ Thất, thật đúng là giết đúng, vì hắn miễn trừ không ít hậu hoạn. Nếu không lời nói, U Quỷ Thất còn sống, trong bóng tối cho hắn làm âm mưu quỷ kế, hắn thì đau đầu. Bỏ đi U Quỷ Thất, quả thực cũng là bỏ đi U Minh Cốc hơn phân nửa thực lực. Bây giờ suy nghĩ một chút, Thanh Minh Thành hành trình, còn thật mẹ hắn siêu giá trị. Còn độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng, hắc hắc, Tiêu Thù Thành bạn, lão tử còn thật kiếm lời không ít. Tốt, đây là bây giờ bảy nhà đại thể thực lực tình huống. Tiếp đó, mới là ngươi phải cẩn thận thấy rõ ràng, lần này Bách Gia Tranh Minh ngươi mạnh nhất đối thủ. Trong tay ánh sáng lấp lóe, bàn tử lần nữa xuất ra một kiện màu vàng tơ lụa đưa lên, nghiêm túc nói, đây chính là hiện nay được cả thiên vũ cao tầng công nhận, bảy nhà mạnh nhất thiên tài, Lục Long Nhất Phượng. Lục Long Nhất Phượng, Trác Phàm lông mày nhíu lại, đem cái kia tơ lụa tiếp nhận, trong lòng bất giác sinh ra một chút hiếu kỳ. Lục Long Nhất Phượng danh hào, hắn tại Hoa Vũ Lâu lúc từng nghe qua, bất quá khi đó không chú ý nhiều, bây giờ mới biết, đây là bảy nhà lần tiếp theo. Cũng chính là trong vòng trăm năm người cầm quyền tục danh. Bàn tử thở sâu, nói tiếp, cái này Lục Long Nhất Phượng là bảy nhà tích lũy ngàn năm qua, xuất hiện từ trước tới nay thiên phú mạnh nhất con cháu. Coi như so với một số ẩn thế tông môn thiên tài con cháu, cũng không thua bao nhiêu, thậm chí còn hơn. Nói cách khác, tương lai bảy nhà trong tay bọn hắn, thực lực đem sẽ đạt tới trước đó chưa từng có độ cao, hoàng thất sẽ khó trưởng khống. Đây cũng chính là vì cái gì? Đế vương môn gấp ở hiện tại nhất thống bảy nhà. Nếu là lại trì hoãn lời nói, bọn họ trả giá đắt sẽ càng lớn hơn, thậm chí vĩnh viễn không có khả năng thành công. Trác Phàm khẽ gật đầu, trong lòng không sai. Bảy nhà ngày càng cường thịnh, không chỉ là hoàng thất một cái gai trong lòng, cũng là đế vương môn lo lắng âm thầm. Bởi vì cứ theo đà này lời nói, thiên vũ rất có thể sẽ bị bảy nhà chia cắt, biến thành bảy nhà cùng tồn tại, hoàng thất mất quyền lực cục diện. Như thế đế vương môn tuy nhiên cũng sẽ được chia đại lượng lợi ích, nhưng tại trong bảy thế gia, địa vị lại giảm xuống, cũng đã không thể lấy bảy nhà đứng đầu tự cho mình là. Đồng thời, thiên hạ một khi phân lập, hoàn thành nhất thống càng thêm khó khăn. Trác Phàm suy nghĩ một lát, liền không kịp chờ đợi triển khai món kia tơ lụa, nhìn kỹ lại. Đầu tiên, Lục Long Nhất Phượng bên trong một phượng, cũng là Hoa Vũ Lâu đương nhiệm lâu chủ, Phi Thiên Hàn Phượng, Sở Khuynh Thành. Bàn tử nhất chỉ tơ lụa lên Hoa Vũ Lâu vị trí, giảng giải, nghe đồn cái này Sở Khuynh Thành có khuynh quốc chi tư, thiên phú hơn người, tuổi còn nhỏ liền bị khâm định vì chấp trưởng một nhà đại quyền tổng lâu chủ. Nhưng tính cách cao ngạo, người sống chớ gần, tựa hồ xem nam nhân thiên hạ vì cặn bã. Bất quá thực lực này, lại là thật rất cường hãn, bảy nhà bên trong rất nhiều trưởng lão đều có chỗ không bằng. Người gặp qua, thế mà, bàn tử lời còn chưa nói hết. Trác Phàm đã là cười nhẹ nhìn về phía hắn. Bàn tử bất giác trì trệ, trầm ngâm một hồi, thở dài, ai, nói chưa thấy qua, nhưng cũng coi như gặp qua, nhưng nếu nói gặp qua, nhưng cũng cùng không gặp không sai biệt lắm. Tại Sở Khuynh Thành tuổi vừa mới 16 thời khắc, ca ca ta đã từng đi qua một lần Hoa Vũ Lâu. Cái kia thướt tha tư thái, hoạt bát chi tư, tuyệt đối là khuynh quốc mỹ nhân. Tuy nhiên bao nhiêu năm đi qua, nhưng ca ca ta hiện tại còn thường xuyên trong mộng hồi tưởng lại khi đó hình ảnh. Bất quá đáng tiếc, khi đó nàng một mực lấy lụa mỏng che mặt, ca ca ta không thể được dòm phương dung. Mà lại ta ở nơi đó ngừng chân một tháng có thừa, nàng thì liếc ta liếc một chút, liền không lại nhìn, lãnh mỹ nhân chi danh, danh bất hư truyền a. Thật sao, ách, bất quá ta gặp qua. Trác Phàm gật gật đầu, khoan thai lên tiếng. Bàn tử khẽ gật đầu. Nhưng là rất nhanh liền trong mắt co rụt lại, dường như mới phản ứng được, cả kinh kêu lên, cái gì, người gặp qua. Cái kia, là gặp qua nàng người, vẫn là nàng dung nhan. Nói nhảm, chưa thấy qua mặt, có thể tính toán gặp qua a.
Trác Phàm nhếch miệng cười một tiếng, đắc ý hiên ngang đầu. Bàn tử thì là một mặt ước ao ghen tị, song quyền run run, vội vàng nói, cái kia nàng hình dạng thế nào, có phải hay không như trong truyền thuyết Mỹ không gì sánh được. Ha ha ha, nói như thế nào đây, liền xem như chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn cũng không đủ hình dung. Chỉ có thể nói nàng dung nhan, chỉ có người nghĩ không ra, không có nàng Mỹ không đến. Trác Phàm ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, lại bắt được một cái trang bức cơ hội. Bàn tử thì là ừng ực một tiếng nuốt ngụm nước bọt, đầy mắt phát hồng, hung hăng chừng lấy một mặt cần ăn đòn bộ dáng Trác Phàm. Làm sao mỗi lần có chuyện tốt đều là tiểu tử này đụng phải. Sở Khuynh Thành dung nhan tuyệt thế, thiên hạ có thể có mấy nam nhân có thể nhìn đến. Liên bản hoàng tử đều không thể thấy phương dung, tiểu tử này làm sao lại vượt lên trước. Một bên Lạc Vân Thường thì hơi hơi tức giận, phồng má nói, Trác Phàm, nàng thật rất xinh đẹp sao. Đó là đương nhiên, ta cùng với nàng chung đụng 3 ngày, khoảng cách gần quan sát qua rất lâu, có thể nói hoàn mỹ không một tì vết. Trác Phàm gật gật đầu, lạnh nhạt nói. Thế nhưng là lần này, Lạc Vân Thường trên mặt sắc mặt giận dữ càng nặng, bàn tử lại là ghen tị lòng tại máu, đại kêu ra tiếng, cái gì, ngươi còn cùng với nàng ở chung 3 ngày. Cái kia làm sao có thể, nàng không phải chán ghét nam nhân sao? Cái này. Khả năng tùy từng người mà khác nhau đi, dù sao người đều là khác biệt, người không thể bởi vì người tao ngộ, thì nói người ta lạnh lùng, là cái lãnh mỹ nhân. Huynh đệ, nói câu không xuôi tai lời nói, ta nếu là nữ nhân, nhìn ngươi liếc một chút, cũng không muốn lại nhìn. Vỗ vỗ bàn tử bả vai, Trác Phàm thở dài lắc lắc đầu. Bàn tử thì là tức sạm mặt lại rơi xuống, khóe miệng bỗng nhiên rút rút. Nãi nãi, nói ra loại này tổn thương cảm tình lời nói. Về sau còn có thể hay không thật tốt chơi đùa. Có điều, thế mà, Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc lên, Sở Khuynh Thành thiên phú xác thực rất cao, nhưng nếu nói cao đến loại nào không thể tưởng tượng trình độ, có thể cùng tông môn thiên tài so sánh, ngược lại cũng chưa chắc. Nàng thế nhưng là liền đế vương môn hoàng phủ Thanh Vân đều đánh không lại, như cái này lục long nhất phượng đều là loại trình độ này lời nói, ta hiện tại thì có thể đối phó. Trác Phàm lời nói, không thể bảo là không cuồng vọng, nhưng là bàn tử cũng không có cãi lại. Dù sao Trác Phàm đại náo Hoa Vũ lâu về sau, còn toàn thân trở ra, liền đủ để có tư cách này cuồng vọng. Thế nhưng là, một mực yên lặng không lên tiếng Phương Thu Bạch lại là vội ho một tiếng, thản nhiên nói, Trác Phàm tiểu tử, nếu ngươi thật nghĩ như vậy lời nói, 5 năm sau bách gia tranh minh, chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Há, chỉ giáo cho. Trác Phàm mi đầu nhếch lên, chăm chú nhìn về phía vị này hộ long thần vệ. Ánh mắt hơi hơi mị mị, Phương Thu Bạch thản nhiên nói, ngươi cũng đi qua Hoa Vũ lâu, tin tưởng lấy ngươi năng lực, đã sớm biết Hoa Vũ lâu mấy năm này tình cảnh. Sở Khuynh Thành nha đầu kia ta cũng đã gặp, thiên tư chắc tuyệt, đáng tiếc lại gặp nạn liên tục, lại là trì hoãn tiến độ tu luyện, thua thế ra con cháu một mảng lớn, cái này mới đưa đến nàng thực lực bây giờ, ở trước mặt ngươi cũng không phải là như vậy nghịch thiên. Vừa mới ngươi nói nàng liền Hoàng Phủ Thanh Vân đều đánh không lại, thế nhưng là ta phải nói cho ngươi là, Sở Khuynh Thành 12 tuổi thời khắc, thì cùng Hoàng Phủ Thanh Vân giao thủ qua, khi đó lão phu vừa lúc ở tràng, cho hai nhà làm cân nhắc quyết định, ngươi đoán kết quả như thế nào? Trác Phàm mi đầu run run, mắt lộ mê mang. Ha ha ha, một chiêu, Hoàng Phủ Thanh Vân bại hoàn toàn. Phương Thu Bạch cười khẽ một tiếng, lúc đó ta thì nhìn ra. Bé con này thậm chí sẽ vượt qua hộ long thần vệ tư chất. Còn lại 6 nhà thiên tài con cháu, cũng toàn có dạng này tư chất. Trác Phàm trong mắt hơi hơi co lại, không sai gật đầu, không dám tiếp tục khinh thị. Huống hồ, hiện tại Hoa Vũ lâu có Sở Bích Quân một lần nữa chống lên, nữ oa kia liền có thể chuyên tâm đi tu luyện. Thời gian 5 năm, thật không biết sẽ có như thế nào bay vọt. Mà còn lại 6 gia con cháu. So với nàng thời gian tu luyện càng lâu, chắc hẳn cũng càng mạnh. Lần này bách gia tranh minh, thật là làm cho lão phu cũng không thấy chờ mong a, ha ha ha. Phương Thu Bạch ngửa mặt lên trời nhìn xem vân không, thoải mái cười to. Trác Phàm thì là hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra trước đó chưa từng có vẻ mặt ngưng trọng. Nếu quả thật như Phương Thu Bạch nói lời nói, cái này lục long nhất phượng thực lực, đem về siêu việt bọn họ chính mình trưởng lão. Hắn muốn đối mặt, là 7 cái cùng hắn đồng dạng, quái vật y hệt. G.
Gặp Trác Phàm tránh thức nghiêm túc, bàn tử vui vẻ gật đầu, nhất chỉ cái kia tơ lụa, tiếp tục nói, lục long bên trong, khoái hoạt lâm, xuyên lâm dực long, lâm toàn phong. Khoái hoạt lâm lấy thân pháp kỳ nhanh, chứ danh bảy nhà. Cái này lâm toàn phong càng là người như tên, xuyên lâm như phong, giống như quỷ mị, thường nhân khó có thể nắm lấy. Lục long bên trong, kiếm hầu phủ, kim giáp kiếm long, tạ thiên thương. Kiếm hầu phủ lấy luyện khí lập nghiệp, kiếm đạo càng là thiên hạ vô song. Cái này tạ thiên thương so với đệ đệ của hắn tạ thiên dương đến, không biết mạnh bao nhiêu lần, là chân chính kiếm đạo thiên tài. Kiếm hầu phủ độc môn huyền giai vũ kỹ, không linh cửu thức, rất nhiều trưởng lão cả một đời đều không thể hiểu thấu đáo. Nhưng tiểu tử này, nghe nói 19 tuổi lúc, liền đã luyện thành, là chân chính kỳ mới quái vật. Bàn tử từng cái đến cho Trác Phàm giảng giải, Trác Phàm thì khẽ gật đầu, nghiêm túc nghe lấy, chợt sau cùng, bàn tử chỉ hướng vị trí số 1 đế vương môn lúc, mập mạp ngón tay cũng không nhịn được run run, ánh mắt lộ ra hiếm thấy vẻ mặt ngưng trọng. Huynh đệ, phía trước những người kia, cùng cái này so ra, thì thật không tính là gì. Đế vương môn đại công tử, chấn thiên đế vương long, hoàng phủ thanh thiên. Thở sâu, để cho mình bình yên tĩnh một chút. Bàn tử nói tiếp, đệ đệ của hắn Hoàng Phủ Thanh Vân ngươi đã gặp qua, thế nhưng là cái kia gia hỏa cùng đại ca hắn so ra, chỉ có thể coi là tầm thường bên trong tầm thường. Bao quát phía trước cái kia ngũ long một phượng, so sánh với hắn cũng chỉ có thể coi là người bình thường mà thôi. Cái này một cái, mới thật sự là thiên tài trong thiên tài, quái vật bên trong quái vật. Liên quan tới hắn tình báo, chúng ta nơi này cực kỳ thưa thớt. Nhưng là có thể khẳng định là... người này xuất thủ, cái kia ngũ long một phượng, liên thủ không phải địch. Trác Phàm trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng kinh hãi. Người nhà vừa mới còn nói cái kia ngũ long một phượng như bức giường nào, để lão tử cẩn thận, hiện tại liền nói cái kia 6 cái gia hỏa hợp lại, cũng không sánh nổi cái này một cái. Cái kia tiểu tử này, đến tột cùng là đáng sợ cỡ nào tồn tại a? Bàn tử nặng nề mà vỗ vỗ Trác Phàm đầu vai, thở dài nói. Hiện tại biết a, huynh đệ, coi như cho đế vương môn quấy rối cũng không phải xong dễ dàng như vậy thành. Cùng cái này tránh thức quái vật so sánh, người có còn hay không là cái kia đánh đầu thắng đó quái vật Trác Phàm, thì không nhất định. Ánh mắt hơi hơi mị mị, Trác Phàm thở sâu, suy nghĩ sau một hồi mới thì thào lên tiếng, yên tâm đi, 5 năm về sau bách gia tranh minh, các người trước mặt nhất định sẽ xuất hiện một cái mới tinh Trác Phàm cùng Lạc gia. Bất quá tại trong lúc này, ta muốn đi làm một ít chuyện, hy vọng hoàng thất có thể bảo chứng Lạc gia bình an. Song đồng sáng lên, bàn tử cùng Phương Thu Bạch liếc nhìn nhau, hai người đều là cười gật gật đầu. Yên tâm đi, huynh đệ, người an tâm tu luyện, vì bách gia tranh minh chuẩn bị sẵn sàng chính là. Lạc gia an nguy, bao tại trên người chúng ta. Mà lại, lần này người tại bách gia tranh minh lên nếu có thể bộc lộ tài năng, phụ hoàng liền có lấy cớ trực tiếp tứ phong các người ngự hạ gia tộc danh hào. Đến thời điểm, đế vương môn muốn động các ngươi, nhất định phải thông qua hoàng thất, kia liền càng khó. Bàn tử hứa hẹn Trác Phàm một cái khiến tất cả gia tộc đều cực kỳ hâm mộ vô cùng lớn hứa hẹn, nhưng cũng giao cho hắn một cái không có bất kỳ gia tộc nào có thể hoàn thành, cửu tử nhất sinh nhiệm vụ. Trác Phàm khẽ gật đầu, thật dài phun ra một ngụm chọc khí. Nguy cơ, gặp nguy hiểm mới có kỳ ngộ. Mà lần này bách gia tranh minh. Cũng là Lạc gia một hơi bò lên trên đỉnh phong lớn nhất đại kỳ ngộ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 16.